Thì chúng ta nói cái tuần trước, cái câu đặc biệt nó dừng lại đó, nói rằng là tất cả mà những gì Phật nói, tất cả như được Như Lai thuyết, được Phật nói, thì tất cả cái đó đều là bất khả thủ, bất khả thiết, đều không thể nắm được, đều không thể nói được. Rồi là pháp mà Phật nói đó, những cái gì Phật nói trong kinh, trong đệ kể đó, Phật nói mình nghe được, cái trong đó có cái giả, có cái thật, có không biết. Mình trong kinh điển, vô số kinh điển đó, nhưng mà tất cả cái đó thì đất nhiên là mình cứ kể cái thật đi, ngay cả những cái mà người mình trực tiếp nghe Phật chính thanh, mình nghe Đức Phật như ngài Tu Bồ Đề, như ngài Xá Lợi Phật, ngài A Nan đích thân nghe Phật, thì nó trong cái câu hỏi này vậy đó. Những cái Phật nói, Phật cái gì Phật pháp đều không phải, những gì Phật nói ra không phải, không thể thủ, không thể nắm. Thì câu này như thế nào, nó khó hiểu thì chả có gì khó hiểu. Kinh điển thì cái này nhiều người mà kinh lạc Phật đã từng quen biết, thì những cái ý nghĩa này thì chẳng lan trong kinh điển. Người mới học thiền tông đầu tiên mới học Phật pháp, mới đọc sơ sơ nói chuyện thiền, chuyện thiền nói được Phật nói canh hoa lên rồi cai giúp mỉm cười, rồi Phật nói ta 49 năm cho hề nói một chữ, kinh nói những 45 năm cho hề nói một chữ. Đó, rồi mọi người diễn tả ra câu nói này cả ông siêu Phật chả nói gì hết, vì sao không Phật nói, vì pháp là bất khả thiết, chân lý là bất khả thiết. Thì bàn tán thiên kinh đầu sách hỏi nhiều lắm, hầu như là 100 cuốn sách thì có 99 cuốn sách nói về cái chuyện này, là thành không có gì lạ hết. Nhưng mà để hiểu thực sự thì hơi khó hiểu đấy. Nói chung là tất cả những cái gì cái hiểu biết đòi hỏi chính cái kinh nghiệm thực chứng của mình mới gọi là hiểu. Đọc sách đọc vở biết là nước biển là mặn, chưa bao giờ thấy biển ở tuổi tuyết, ở tuyết trên Tây Tạng, ở chỗ nào nó tuyết trên Tây Tạng, không bao giờ thấy biển, trong núi, trong hốc đá, sinh ra để đi chân trâu chân bò sống trên thế giới, sống một cái thế giới hoang sơ hoang dã, chưa bao giờ thấy biển, chưa bao giờ thấy biết nước biển nước mặn là cái gì, chưa bao giờ biết muối là gì, mà nghe người ta tả là muối tả cách nào thì cũng thể hiểu được, không bao giờ biết muối là gì được. Có hiểu thì mơ mơ, có thông minh cách mấy mà là thông minh, trí tuệ quá trời, trí tuệ sùng một trong cái thế giới này cũng không thể hiểu được. Nhưng mà chắc là nói lại thì người ta nghe ngay thật đấy, có người nằm ở đây lặng quảng đi vô cái thứ Tây Tạng nói riêng chữ trên đỉnh cao đó, là hỏi thầy đó ngồi nó ở đâu tới, hay là tôi ở bên Băng Gan tới, vịnh Băng Gan tới, vịnh Tích Lan tới, biển Ấn Độ tới, họ có biết muối chưa, như vậy chưa tôi dẫn cho mà nghe, muối là thế này nè, muối là thế kia nè, thì nó mặn cái này thế kia, nó nghe sách và đúng lắm. Đây cái người kia thì nghe hay thật, nó giống có thể muối thật, nó biết phải con nhìn chắc là muối đó, nhưng chả biết đúng hết thật. Bởi vì tất cả chúng ta lời Phật là như thế đấy, mình chưa bao giờ nghe Phật nói tiếng Nhật Bản, chưa bao giờ bén mặn thấy cái tăng bóng tối như ngoài ánh sáng tối lớn tối nhỏ tối đen tối hù, chả bao giờ thấy cái Nhật Bản, biết nghĩa bạn gì. Cho nên người định nghĩa Nhật Bản là tới này, người định nghĩa định nghĩa rất muốn cãi lộn nhau đó là quanh lộn nhau. Người nói Phật pháp là gì, người nói Phật pháp là thế này, người nói Phật thế kia, Bát Thánh Đạo là thế này, Tứ Thánh Đế là thế này, mỗi người giảng theo mình kinh nghiệm, cái nào kinh nghiệm hết á, cho rằng cái nào từ kinh nghiệm như tôi hết á, nhưng kinh nghiệm thường thường là kinh nghiệm giả ảo tưởng, chưa thấy, tưởng rằng mình thấy nên cho cô biết thật sự, cô biết chân lý sao mà thấy đâu. Nhiều khi rằng là do nó bởi tham sân quyền lợi những cái chung quanh, bởi cái tự cao tăng thượng mạn nhiều thứ, muốn khoe cái chỗ kiến thức của mình hiểu biết ra cho mọi người nể trọng mà chơi, mà mới tự ngại lên đây này, bốn thánh đế phải là vậy, tam thánh đạo là thế kia, cãi riết nổi cãi lộn nhau, cái gây gỗ nữa, riết ngồi biết bốn thánh đạo là gì không biết, nhưng mà thánh đạo này cãi thánh đạo kia, thánh đạo này đánh lộn thánh đạo kia, thánh cuối cùng chả thấy thánh đâu, thánh đạo đây là quỷ đạo chứ không hết thánh đạo mất. Đây là cái chuyện thường hàng ngày chúng ta gặp rồi, không có nói gì. Cái này là quá đúng, quá đáng rồi, khỏi phải nói rồi. Gặp mỗi người có một cách nhìn đó rồi, ai mà nói như thế nhé, tôi thấy lựa sách vở người nào nói câu được câu đó. Phật pháp thì không cố chấp, Phật pháp là phá chấp, Phật pháp là bao dung, Phật pháp cho tất cả mọi người, ai nói bây giờ pháp mỗi người là theo cá nhân của mình. Thì cái câu này mà xác định câu này là đúng, mỗi người để hiểu tới cá nhân của mình.
Thì câu này đúng là quyền sao, vì tôi nói là câu này thì nghe đúng, câu này đúng cái tiêu chuẩn tôi khác khác thì sai, rồi cuối cùng câu này thành một chứng chấp nữa, chỉ có câu này đúng là tất cả đều là sai, tùng lum tà la thứ rồi hết á. Cuối cùng thì nó chấp thì cái mới gọi là cái chân lý, cái đó không ích lợi gì, ích lợi thỏa mãn cái tự cao tự đại, cái tự ngã của mình thôi, chứ không ích lợi cái bản thân mình cũng chưa mình tới đâu nữa, không dẫn mình tới đâu nữa. Nhưng chỉ có một số người đương nhiên là như vậy, người thì mơ hồ phức tạp lắm, cái gì mới thể tin được thế đó, cái gì ngoài khả năng mình nó suy luận tin, nó nhiều cái đạo, nhiều niềm tin, mà người này cười người kia cười, chê bay qua chê bay lại, chả ai biết ai đúng sai hết đó. Cũng như trong binh tế với nhau đó, mọi người mới sợ cái này cái kia, thằng cho cái này màu đen cho này màu trắng, nó cãi nhau, nó cãi đen cái này trắng, cãi nhau cái lộn nhau, chả giống như người mù Phật cái vụ đó, người bụng bẩm sinh đó. Mà buồn sinh mà chơi bao giờ không biết cái màu trắng là gì, nghe tới màu trắng khen màu trắng đẹp đẽ thanh tịnh luôn luôn, nghe tới màu trắng chim ngưỡng màu trắng thế quá, cái gì cái nó trắng trẻo đẹp đẽ, từ người cho tới Phật thì cái gì trắng là đẹp, rồi hiện cái diễn tả trắng là đẹp, từ tâm đến người nó anh thằng cái tâm hồn trong trắng đáng kính trọng, người tâm hồn trong trắng sạch sẽ đáng kính trọng lắm, rồi nghe nói là ủa cái này trắng đẹp quá, cái gì trắng trẻ đẹp thì tưởng tượng nó trắng trẻ đẹp, bây giờ bắt đầu đi tìm hiểu, đi tìm chân lý về cái đẹp mình là cái gì, cái thanh tịnh, cái trắng là gì, đi hỏi đưa người ta đưa nó trắng là gì, ta đưa cho tâm lụa, cái này là trắng, mình chả biết lụa đen, không sợ mó cái tâm lụa, ghi nhớ tất cả những xúc cảm như này, lần khác đi gặp tâm lụa nữa sợ vô thấy mềm mại đẹp đẽ, bây giờ cái này là màu trắng, ta thấy được màu trắng rồi, cứ cho đến mình tắm lụa trắng mà cho là nó đẹp nè, nhiều khi chả trắng đơn hù muốn dơ giấy nó rồi khoác lên đi ngoài đường, khi khơi ngoài đường cho rằng mình tắm lụa trắng đẹp để khoe, mà tâm làm cái trò cười cho thiên hạ, nhưng mà đương nhiên ở đây tâm ba chúng sanh cả đều mù với nhau cả, thì chả ai cười, chỉ có người thông minh được thanh ta cười, nhưng thánh thì chả bao giờ cười, mình thanh thấy tội nghiệp thối thì chả cười gì, cho nên chỉ kể nó thỏa mãn cái chuyện đó, mù với nhau hết mà tự xác nhận chân lý. Cái ông ấy cái Phật nó thí dụ đó, cái ông là cái ông Bà La Môn đó, ông du sĩ ngoại đạo đó, dân du sĩ lang thang đó, ông công kích Phật rồi cuối cùng Phật giảng rồi Phật nói với Phật kết luận là nước bạn là không bệnh là lạc tối thượng, mà nước bạn không bệnh là lợi tối thượng, nước bạn là lạc tối thượng. Ông nói cái câu nói xong môn của đàm này tôi nghe tôi hiểu, có gì đâu khó khăn không hiểu, bệnh mà tôi có bệnh gì đó, tay chân tôi khỏe khoảnh nè, sợ tay sợ chân bệnh nè. Phật nói mỗi người có xu hướng riêng, cái xu hướng gì biệt riêng, nghĩa là xu hướng riêng, thích thú riêng, sở thích riêng, sở cái gì riêng nó khác biệt thì ông làm sao không hiểu được cái điều tôi nói, không hiểu đâu. Phật mới thí dụ, Phật cái thí dụ mà cái tấm lụa trắng, điều Phật nó không thể hiểu được, ông thấy được với cái cách tức là đối diện đó, nhưng do tin tưởng khác, tin sinh ra với một cái niềm tin nó cố định này. Trong mình có niềm tin cố định rồi, không thể khác cái được. Sinh ra với cái niềm tin ngay từ nhỏ tới lớn, nó huân tập mình gọi là nhồi sọ, theo cái chữ nhồi sọ được đi. Huân tập cái niềm tin rồi, thế giới nhất định và sinh ra bởi một cái thiên chúa, nếu không thì không thể có. Nó cố định là giờ học tới bác học tới nữa, người cố chứng minh thôi. Cỡ Galileo sinh ra từ nhỏ tới lớn, người ta bị trong cái niềm tin đó rồi, thì đất nào có chứng minh, cái đất tròn, cái đất méo, cái đất quay, cái đất đứng, một cuối cùng phải chứng minh lôi thánh kinh ra. Chứng minh cho được rằng cái này tôi nói không sai với thánh kinh, nhất định là phải đúng. Và mọi người khác hiểu sai thì mới tin, nhưng thì khác đi được. Không thể khác được với cái niềm tin nó cố định rồi. Đại bác học, tiểu bác học thì cũng thế thôi. Nó cỡ như Einstein cũng vậy thôi. Với cái niềm tin nào đó thì ông thể tin được. Ông tin chừng đó là hết rồi. Không thể tin được. Ông dù có bác học cách mấy cũng thể tin khác thì được. Cho nên chia rằng là ông nói tới cái chân lý của ông tới đó là hết. Và ông tin tới đó thôi. Còn những thế hệ sau một loạt những từ là Ninh Bo rồi rằng là hai dân bạc rồi cái sách tơ một loạt lớp sau xuất hiện để những cái định luật vật lý khác mà hòng làm những cái chuyện đó cơ bản là mấy ông kia thì nói rằng làm gì có thế giới khách quan khoa học, không có thế khoa học, làm gì không có khoa học, tất cả đều có học cãi nhau, thì cũng trong vật lý thí nghiệm không nhìn thấy ra vô cái phòng thí nghiệm đó. Thí nghiệm là giống như trời làm toán cộng trừ nhân chia giống nhau hết á, nó quả là rõ ràng thế, mà còn cãi nhau nổi vẫn hồi lắm cái chuyện kinh điển Phật nó cả mình cho bao giờ thấy.
Nhưng mà khổ nổi rằng mọi người là cho rằng là mình đứng là cãi nhau mà cãi cái độ, cãi như mổ bò, rồi cuối cùng gây gỗ nhau. Nhiều khi con chửi với nhục mạ nhau nữa, những người những ngu si, những cái ngu si quá đáng cái này. Bây giờ ở chửi quyền lợi xâm phạm nữa. Này thì trong kinh điển, trong Phật giáo thì cái chuyện xảy ra quả thường mình biết rồi. Nhưng mà chuyện thái thường đó thì chả phải lỗi tại ai, nó vì rằng mọi người chúng ta là vì cái kiến thủ kiến còn, giới thủ kiến còn, những cái chất tốt này còn chưa là thánh. Chỉ có lầm lẫn tưởng là mình là thánh thôi, chứ thánh thánh thấp nhất là tu đạo hoàng cho chính, nhưng còn chấp thôi, mà còn chấp thì phải chấp thì cuối cùng nó chỉ trả là đúng, người khác là sai, dù Phật cảnh cảm nhiều cũng ăn thua gì. Thì cái nó cái chấp nó đương nhiên này, mình coi đương nhiên này, thì cái lời Phật này nói cái nên sao mà hiểu, như người cái màu đen chưa bao giờ thấy cái màu trắng hết, nhưng chấp ở chỗ này mình tưởng đây là đen thì nó sờ vô mình biết bằng cảm giác, bằng kinh nghiệm tôi này, bằng nhầm tôi sợ này, tôi nghĩ này, tất cả mọi thứ đều nó chứng tỏ rằng rõ ràng là cái này là màu trắng thôi, ai nói màu đen được, đẹp đẽ nữa, màu trắng nữa, người nào nói cái này màu đen người đã lường gạt, người đã giả dối, muốn như tôi ta hại cho tôi mới nói là màu đen, còn đó là màu trắng, không giao tin được, mà trao đựng cái thực chân của mình, chứng nó phiến diện, một cái chứng nhận ai cãi nổi rồi. Chính tay tôi sò, chính tay tôi ngửi, chính xúc giác còn tôi không ai cãi nổi rồi. Thì cái đó Đức Phật đã nói rõ ngay trong nguyên thủy kinh điển, đừng nói những cái gì xa xôi, những cái điều Phật nói, kinh nghiệm của Phật, từ kinh nghiệm làm sao hiểu được. Nhưng tất nhiên phải có cách tập để mình hiểu, quen mà tập phải hiểu mà quen, những cái điều Phật dạy phải từ tập từ từ mình huấn luyện mình tập. Nhưng mà cái này, nhưng mà cái nguyên tắc hay cái định đề, cái nguyên lý hay là những cái điều tâm niệm, cái tiêu chuẩn để chúng ta biết rằng cái điều mà chúng ta nói đấy nó cũng chưa thật. Thì cái tu tập cũng vậy, là trong những cái tu tập thường ở trong kinh điển, tại sao luôn nhắc là vậy đó, người ta chưa bao giờ nói một chữ để biết là không phải cãi, nói rằng Phật nói thế này, không có là cái đâu hiểu thế ông, với Phật đâu có nói như vậy, Phật có nói chữ nào đâu, để rằng khỏi chấp nhất mà khỏi cãi lộn nhau cũng đỡ ra, cãi vừa vừa chính tại quá đi riêng hội, cãi riêng hội nên sách quân đánh nhau 30 năm trời, 100 năm trời quanh nhau, chết cả thiên hạ trời, chuyện trong lịch sử đã có rồi, cùng tin một niềm tin cả, cùng một quyển thánh kinh đó mà ra hết, cũng lời Chúa cả mà ra hết, nhưng mà người này tin Chúa thế này, người tin Chúa thế kia, trỏ ra là chân lý, giết quanh nhau trong cái lịch sử đã có như vậy, mình không chê trách gì hết, nhưng mà điều quá rõ, cái niềm tin bằng cái cố chấp cái cực đoan như vậy để giết nhau, giết phải một người mà nước này đến 30 năm trời chiến tranh, Việt Nam 20 năm trời là thấy thê thảm mà, nhưng mà 30 năm trời đánh nhau cả mấy nước tan mạnh hết, mình chủ thấy rằng cái khổ đau nhân loại bao nhiêu mà kể, mà cái cực đoan đến người quyền lực này là chúng ta trả quyền lực hết, nhưng mà đâu trong mỗi người trong đang vui cái thế giới nữa đảo lộn hết rồi. Mà trong hiện tại thế thôi, ôm bom đi giết người cho nên cái mình đứng nó tự sát, người mà tự sát là tất nhiên niềm tin nó tuyệt đối rồi, cái đó là cái chân lý không thể cãi được, còn hơn là tại chúng ta mà tin hàng ngày, tin Phật, tin vô đương nữa, tin như vậy, tin cái độ mà để tự giết mình để chứng tỏ cái mình là chân lý, nên hết cãi rồi, hết nói rồi, không có gì thuyết phục, khó thuyết phục nổi rồi, để làm sao mà thuyết phục được. Chỉ chờ Phật thái sinh dẫn sinh tới lại có cái phương pháp mà hay, còn những cái người ta học chịu thua luôn. Đấy, thì nhiều nói là Bin Laden nó mà ai thuyết phục cũng được giỏi, Phật cũng biết được, cũng nhiều người có cảm thấy mà tôi gặp Bin Laden tôi thuyết phục ông được, cái đó mình chưa biết được có hay không, mình không dám nói. Mà tôi gặp Bin Laden tôi thuyết pháp thuyết phục Bin Laden nhà ông tự tỉnh ngộ liền, ông giác ngộ liền, cái này không dám nói biết được không biết, cái này có cái đúng và cái sai. Cái đúng thì may rồi có cái duyên, để cả cái duyên thì không cần tới là học hành kinh Phật nhiều, duyên là sơ thôi. Những người thằng ngày gặp như là bên ai đó, ông rừng rượu mới gặp con nít đó, ngu dối thì gặp ông tự nhiên nó vài câu, ông tỉnh ngộ ra thì cũng chưa biết chừng. Mình không biết được tỉnh ngộ, thấy cái chuyện làm mình vô ích, giết người vô ích cũng chừng. Nó còn không thì vô đại trí thức nữa, ngay cả Phật tái sinh nữa cũng nói được, nó không có duyên được. Cái Phật có 3 năng, 8 năng, bất năng, trong một cái bất năng là không có khả năng đó. Phật không thể độ được người vô duyên, không có duyên với ngài, có quan hệ gì thì Phật cũng thấy giá độ được. Cái Phật đã nói như vậy rồi, Phật 3 năng, 8 bất năng, 3 năng kia là có thể làm tất cả mọi điều thế giới này, làm quyền năng làm với tất cả những điều y, nhưng mà cả thiên chúa làm cũng nổi, Phật làm nổi. Nhưng mà còn cái 8 bất năng này trong nó có một điều rằng Phật không thể độ người vô duyên,
Thì cái đèn cái chân lý thành cái câu nói mà nói rằng là nếu mà tôi gặp Bin Laden thì tôi thuyết phục ông là hết cái khủng bố hết là người đó tôi biết đúng hay sai, mình nó lý không biết đúng hay sai. Trong đó hai cái, một cái người nó có thể rằng là đúng trong cái chân lý đó, nhiều khi là Phật thì tôi tin được, hai là kiêu ngạo quá đáng cho rằng ấy là mình ấy là mình khả năng mình như ông Phật vậy đó, hơn là ông Phật nữa. Cho Phật thì nói rồi có nhiều cải tạo thứ pháp được, trong đời Phật có nhiều người tự thân Phật thứ pháp, có người phải xá lời Phật thức mà nghe thôi. Có nhiều người lắm nhiều xá lời Phật, có người tự lựa bằng đại gia người ta gọi là cái giả không mà dốt nhất ngu nhất nên mới thuyết mới được chồng trả thuyết được. Trong kinh Phật thì nói rõ thì Phật pháp hữu nhân duyên, mà không có nhân duyên chả bao giờ bồ đạo được. Tất cả nên tùy theo cái duyên để mà ngộ không ngộ, tùy theo cái duyên, như sự hiểu biết tùy theo cái duyên. Thế thì Phật pháp như vậy đó, thì giờ cái tất cái tâm kinh mới cảnh cáo rất nhiều. Những cái gì mà Phật nói ra mình nó đừng có chấp vào đó để mà cuối cùng gây những cái hỗn loạn hại cho mình mà hại cho người. Nhưng mà cái tính cố chấp con người nó khó lắm, khó trừ bỏ lắm, ai bỏ cái này. Thì giờ nói tên chút nữa thì cái Phật nói bây giờ thì cái Phật nói là gì mình biết chắc rằng Phật thấy gì Phật nói thế đó, đó là một cái điều chắc. Ở kinh Phật có nói rằng là có 8 điều thánh ngôn và 8 điều phi thánh ngôn. Thánh ngôn là gì? Là những cái lời nói chân chánh nhưng nói cao thượng, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, nghe nó nghe, không nghe nó không nghe, biết nó cảm giác hay có cảm xúc thì nó cảm xúc, không cảm nó không cảm, tức là kiến văn giác tri. Thấy cái nào nói thì nó không thì nó không, mà nói có thì nói có. Trong kinh ấy, kinh trong kinh A Hàm, trong Di Cái Giang Phật định nghĩa Như Lai là gì? Từ cái đêm thành đạo, Phật nói là từ đêm thành đạo đấy, nhưng từ thêm thành đạo cho tới khi ta Như Lai vào niết bàn, những cái gì Như Lai nó đều là sự thực hiện sao? Vì thấy thế nào nói thế đó, và những cái gì Phật đã chứng thì Phật nói. Mà điều thành nên nói rằng là cái đúng thực sự chỉ cái gì Phật nói thực sự đúng là từ khi nào thành đạo cho tới khi vào niết bàn, vì sao niết bàn thì không còn gì để nói nữa. Thế thì tất cả những cái tiếp tiên là hành Bồ Tát lại là sao? Có cái chưa chắc cái đó mình chưa phải là chân lý, mình thề với Phật chứ nói gì Phật đổ loạn thôi. Thì cái này cho mình suy nghĩ nè, tại sao mà những gì mà Như Lai nói thực sự mà chân chính mà thực sự ha, là thấy thế nào nói thế nấy, đúng thế nào chân chính tỷ từ kia ta thành đạo thôi, là Như Lai là như thuyết như hành, thấy thế nào nói thế nấy, mà thấy thế nào làm thế nấy, tỷ từ khi mà từ khi mà đêm thành đạo cho tới đêm cuối cùng là niết bàn. thì cái chân lý này là cho nên chim này là định nghĩa như vậy thật sự cái gì nói lâu quá rồi. Mình nghĩ nhắc một chút nãy lâu quá rồi. Thì cái lời phẩm cảnh cáo như vậy đó, cảnh giác để chúng ta đừng có chấp vào những cái đó, nói lợi cho mình, ý lợi cho người khác. Đương nhiên là Phật nói gì phải là sự thật, Phật mới nói là tự cứ thấy thế nào nói thế này, nói thế đó. Nhưng mà cái mà thấy chắc chắn là mình không biết rồi. Cái người ấy, bây giờ tôi nói rằng tôi hai người, một người mù bẩm sinh cho bao giờ thấy cái gì cả, màu xanh cho thấy, màu trắng cho thấy, còn người có mắt cũng biết được, người lớn được, thấy gì nói, nên hai người đi với nhau. Thì người kia nó thấy con bò thì nó tạc sinh đằng ngoài, sao với con bò thì thấy làm sao nói vậy. Nhưng mà người mù chẳng biết có không, chỉ cần biết rằng người này là người nó có gạt mình hay không gạt mình thôi. Nếu mà luôn luôn nghi ngờ anh này là kẻ thù mình ấy, hay là anh này luôn luôn gạt mình ấy, thì có nói con bò có thật sự con bò mà nó cái con cọp đứng trước mặt nó cũng tin, cho tới khi nó vừa nó mới tin không thôi. Còn mình mới có cái niềm tin với người này biết chắc là người bằng cái đời sống bằng cái quan hệ này, biết này là luôn luôn là vì muốn ích lợi cho mình, tôi rằng mình mù anh cái sáng ích lợi cho mình thân thiết, nhưng mẹ mình vậy nó không nói dối. Thì dù sao sai rồi mà nó có gì tin con ấy, nó con bò tin con bò, nó con ngựa là tin con ngựa, nói gì tin con ấy hết á. Thì biết là người đã nói sự thật, nó sẵn mắt nói sự thật, nhưng mà sáng không biết mà cứ lầm lẫn ở xa xa thấy thấp thoáng thấy con chuột con mèo gì đó thấy thấp thoáng, ủ đằng sau có con cọp thì mình cũng tin con cọp, nó rung liền sợ liền, cái nhiều khi nó ảo tưởng. Thì cái người sáng đó mình chả biết họ nói thế nào đúng, cái sáng cỡ nào mình biết, thì mình mù thì mình không biết được, chả biết ai đúng ai sai. Nhưng bằng cái kinh nghiệm bản thân mình có thể biết được cái người mù đi trước mắt mình ấy, đi với một người khác tin tưởng
Tại vì mình tin tưởng tuyệt đối biết rằng người này, nhưng mà thế giới mà thí dụ thì nó có dạng thân, tại vì cái người mù thấy mình như cái tới nhầm lẫn, nhưng mình nghĩ rằng Phật không có cái gì nhầm lẫn hết á, thấy thế nào đúng thế đấy. Mà thì bằng cái niềm tin, nhưng mà hiểu được cũng phải là dễ, tại vì nói rằng đằng kia có con cọp thì chả, thì nghe nói một tin vậy thì sợ rồi chứ mình chả biết cọp là thế nào, biết con cọp thế nào, nên chứ cũng mình cũng vậy đó. Thì cái mà Phật chứng ngộ, thật sự là Phật chứng ngộ, thấy cái gì nói, cái nói tất cả những cái gì Phật nói đều từ cái sự chứng ngộ mà nói ra, nó cách nào thì ta hiểu. Người không thấy cọp, thì cái người đã đến rừng thấy cọp rồi nói xin ta hiểu cái cọp đó là cái gì, để lần sau lỡ đến rừng biết thấy mà sợ, nghe tiếng gió, nghe tiếng đi hay là thấy thấp thoáng biết để mà đề phòng những cái gì tránh xa. Người tôi biết, người chỉ biết cây thuốc, cây sa tế, cây nhân sâm, cái gì là gì, nhưng mà học cái nước mô tả ông thầy dạy giỏi, ông thầy về dược học này dạy cho giỏi biết, nhìn biết cái người này lên những trường lỡ lạc đường, nhìn biết cây này là cái gì, chưa bao giờ thấy, nhưng bằng với ông thầy rất giỏi, ông thầy ông tài khôn ngoan, ông thầy thuốc khôn ngoan dạy nghe được hiểu được lên nhìn thấy, chứ còn chưa bao giờ thấy thì khoan tâm như thế. Nhưng mà lên bây giờ thấy nhà bắt đầu phân tích bằng cái nghề của mình, cái này cái gì, đi lạc đường trong rừng nó phân tích cây này là cái gì ăn là không được ăn thử, nó lầm lẫn thì ăn chết. Thì cái chuyện thế gian nó được một phần vì nó thầy thuốc dạng như vậy nó còn dễ, vì cái thế giới có thể so sánh cái này cái kia được, bắt tay mua được, có thể nếm được, biết được, tạm thời mình hiểu được, nhưng vậy nhiều khi vẫn lầm lẫn hiểu lầm, nó là bằng tai hại. Nhưng trong cái lời Phật cũng thế, mình phải thận trọng trong cái chuyện này, để trong cái sự hiểu biết, vì mình biết cái đó là cái gì. Nhưng Phật nói niết bàn thì mình hiểu à, mơ hồ tên đau khổ thế này, mình sinh ra đau khổ triền miên thế này, cái giàu sang sung sướng cỡ nào cũng phải đi vào cái con đường khổ và sự đường sụp đổ. Cái thế giới này có dấu hiệu rung tăng ra 3.000 đại thiên thế giới, thì tới ngày nào cũng sụp đổ. Mà cái gì mà vô thường thì cái đó luôn luôn là khổ, là đưa tới cái trạng thái mà ưu phiền phiền bổn như ý, đều là tạo cái khổ cho ta rồi, cái khổ rồi không có. Thì mình hiểu đại khái như vậy đó, từ đó mình tập cái con này. Thì những cái Phật nói rõ ràng như vậy đó, không thể thuyết được, không nói được. Vì sao? Nói cái nào tăng chỉ là phương tiện thôi, còn những cái nói đó không phải là sự thật, còn sự thật không tùy mình chứng ngộ nữa. Trong cái thí dụ đang thiền, có nhiều cái thí dụ một người mù, à người tâm mà vừa cân ăn cân đây, cân nằm trên đao, thấy một cái gì đẹp đẽ lắm, thấy hay ho lắm, và biết cái điểm đó có thể tốt có xấu cho cái người thích nữa, biết được đó, cái người thân của mình đó thức dậy không làm sao diễn tả được, không làm sao vì cấm mà làm sao không biết đâu mà nói. Mà cái điểm trong chiêm bao là cái người ngoài không bao giờ thấy, riêng cái người đã thấy mà thôi, cái người nằm chiêm bao thấy thì không bao giờ diễn tả được. Cho nên tôi gọi rằng là cái mà Phật nói, cái mà cái người mà thấy mà chân lý diễn tả cho người khác, thì cũng như người cấm nằm mộng mà muốn diễn tả lại cho người khác thấy, vì cô tay cô chân giữ chỗ, từ khi là người là thân thiện lắm như bố mẹ lẽ mẹ nuôi gì, từ ngày còn ẩm bần mới tới cái bạc đầu đó, sống là may ra thì có thể hiểu được vài phần, nhưng mà chắc chắn là có những cái điểm giấc ngủ nó kỳ khôi kỳ diệu, mình biết rằng chim bao có những điều ngoài đời bao giờ có, thì không sao diễn tả người ta nghe được hết á. Chỉ có điều diễn tả mình nhìn cái mặt người kia biết rằng à, cái đó tới cái cô xấu nguy hiểm hay không nguy hiểm, nếu mà có thể nguy hiểm thì đoán chừng để mà tránh, mà nó ít lời thì ở đây mà ráng mà chờ, mà vui vẻ mà chờ, chứ còn hiểu thì không hiểu được. Đây là một cái điểm mà trong kinh Phật luôn cảnh cáo để chúng ta đừng có những cái mà gọi là tự hào về cái chuyện mình hiểu biết chính xác, rồi mắc người khác hiểu theo như ý mình, rồi nó thiệt hại cho mình và thiệt hại cho người, nhất là thiệt hại cho người. Cái căn cơ địa của người khác mình đừng có tự hào là mình hiểu hết tất cả mọi người, mình hiểu họ muốn cái gì, chưa hiểu căng tánh thế nào, mà mình có nói quàng nói xuyên thì nguy hiểm. Hồi xưa trong cái chuyện
Nhưng mà cật đã nghe ông vị thanh văn thuyết pháp cho mấy người thanh niên nghe, mấy người tỳ kheo trẻ nghe, nhưng mà tịch cũng căng thiệt. Ông nói ngài thuyết pháp mà nếu ngài hiểu người ta tin cái đời chứ hiểu tâm cơ người ta thuyết pháp mà uổng lầm lẫn nghe. Đem cái bình thủy tinh, đem cái chén ngọc, chén lưu ly mà đựng đồ bẩn thỉu vô thì nó uổng đi. Người ta phải tăng cơ tối thượng, tăng cơ mình nói cái tầm thượng, nó mất giá trị người ta đi. Làm người ta tin tưởng người đó là cái chân lý thần đó thì uổng người ta đi. Đương nhiên là nó ngược lại, người ta tăng cơ chừng đó nó cao siêu quá, nó nghe được thì cũng tai hại thôi. Thực sự nó làm sao hiểu tăng cơ người khác. Mình đủ khả năng là hiểu người khác, làm sao hiểu được hết á. Chắc chắn là mình không. Từ như Phật đã hiểu tất cả mà căn cơ còn mình, ngay cả xá lợi Phật nhiều khi cũng là đệ tử mình. Trong thời Phật ngài A Na Luật mà có đệ tử mà cũng bị A Na Luật vị thiên nhãn thân, đệ tử mà cuối cùng Phật la vì không dạy được tâm tâm chân bảo, không làm mấy cái bậy sai lầm, Phật khiển trách liền. Đương nhiên là khiển trách để cảnh cáo rồi thôi, chứ nhưng ngã một đấy cỡ như ngã đó luật mà còn biết đệ tử mình tâm đến thế nào mà để làm sai lầm trong cái chuyện dạy dỗ, để làm sai lầm như Phật chỉ trích. Những cái sai lầm như vậy nó nguy hiểm khi người ta đã nương tựa vào ngài thì tất nhiên là người phàm phu tự làm bậy thôi. Nhưng mà thấy hết nó trước mắt mình thì như vậy, nhưng trong bóng tối làm vậy đó mình thì hiểu được ngã rồi, lúc nào cũng là cũng chăm chăm là thiên nhãn thân đến mình nhìn được. Cái tâm muốn bạn phải là bằng cái thiên nhãn nhìn có mấy đứa đệ tử mình làm gì được. Lúc nào có ngồi thiền là than thiền nhưng mà khắc thật lúc nào dòm được. Thì trong lúc tối, trong lúc sáng có những cái điều làm sai mà sao thấy được. Nhưng mà Phật La đã nói cái trách nhiệm của người làm thầy. Chứ còn cái khởi ngày, ngày mình cũng biết rằng ai đã lục ngãn lúc nào cũng theo dõi hàng đệ tử được. Ông có đời sống riêng mà nói là khi trong bốn tối làm như mình chẳng phải lúc nào ngồi một thống thiên nhãn mà thấy có canh chừng làm gì. Nó canh chừng hai người, còn những người khác làm sao nữa, vô số chúng sanh chung quanh này còn nhiều người nữa, ngài cũng còn thuyết pháp cho những vị khéo tác cũng phải đề tử mình nữa, mình thuyết pháp cho các vị nghe. Nhưng mà tâm tư không phải là một tâm tư vĩ đại như Đức Phật có thể là biết vô số, thì bây giờ nó đang nói chuyện với ai thì chỉ biết người đó thôi, chứ có thể biết tới người sau lưng được đâu, xa rồi biết đâu. Nó kêu la hán thần thông quảng đại nội giới hạn, chính đệ tử mình còn không biết. Thì mình đây là mình lấy cái gương các vị bậc thánh đời trước, mình đừng có tự hào mình hơn bậc thánh, hơn thánh. Cái này tôi nói với quý vị đây thường có ít thôi, những ít sơ sơ, những giờ vì thằng tăng này chạy đi thuyết pháp, chạy đi dạy dỗ đệ tử gì, học kinh Phật để tự mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi đi nói người khác, thuyết phục người khác, và thuyết phục người ta nghe mới giận. Như vị con cái trong nhà mình biểu mình tin thế này tin thế kia, nó cuối cùng không tin được. Mình nói giận, một là căn cơ nó mình, căn cơ nó mình biết. Tôi gọi rằng là cái căn cơ nó là hình vuông, mình đem cái cầu tròn mình nhét vô làm sao nó lọt được. Nó vuông đem cái cầu tròn nhét làm sao cho lọt được. Mà mình đâu có hiểu rằng cái tâm nó tròn, cái tâm nó vuông, sao mình hiểu được, mình đâu có thấy. Cái này là tạo thành cái xung đột, mà cái xung đột này nguy hiểm, tạo thành đó là cái khổ cho mình, khổ cho người. Cái này thật ra hàng ngày xảy ra, trong hàng ngày xảy ra khóc lóc thế này thế kia, rồi cha con mẹ con khóc lóc với nhau vì rằng là mình tin cái này nó không tin, là nó tin cái kia mình không tin, mình biểu làm cái này nó không chịu làm, nó làm kia nó không chịu làm, khóc lóc. Ngay trong sách vở nhiều người nghe, nhiều người viết sách đó, Phật học nữa, kể cái chuyện khổ tâm nó dạy con cái thế này thế kia, mình dạy đúng cuối cùng tìm cách cho nó dạy lập kinh điển mà đọc, rồi tự chiêm nghiệm tham thì nhập định cuối cùng biết cách mình dạy từ từ đi, cuối cùng được rồi đem kinh nghiệm ra. Nhưng mà chuyện như này phải kinh nghiệm người khác vẫn mình cắt lắc rồi, cũng có đúng như sai chứ chắc giả áp dụng được, nhưng mà mình tham khảo thì được. Người ta đã có thể làm mình làm tham khảo, cái mình sắp rồi lên tay nhiều em tiếng Anh là nhiều lắm, nhiều người là học Phật pháp dạy con cái dạy không được, con cái nó hư chả hư gì, nhưng nó làm như mình vẫn sợ, mình có trách nhiệm, ta có trách nhiệm với con cái, nó làm người đó mình rất hồi lúc khi mình chết đi làm sao nó sống. Ví dụ nó học hành nó chịu học, ví dụ như thành thích chơi game nó chơi cả ngày vậy đó, dễ nạt nó chịu học, mà nạt nó phản ứng lại, nó phản ứng chả biết nó nghĩ gì, nó biết là bà mẹ ghét mình, nó bà mẹ sao nó ghét mình,
càng ngày nó căng thẳng với mẹ con, căng thẳng muốn học mà càng nói nó càng lì ra, nó thèm học, nó bỏ, nó càng liều mạng thì làm sao, khổ lên khổ xuống, cuối cùng thì chắc nhân cuối cùng tự nhận rằng cũng cảm hóa được đứa con mình, do mình kinh điển, đọc kinh điển, tập đem kinh nghiệm ra viết thành cuốn sách nói cho người khác biết. Cái xung đột trong hàng ngày nhiều lắm, để hiểu người khác khó để hiểu. Thành trong kinh Phật nhiều khi cái tha tâm chứ cũng quan trọng, người mà chứng quả là hàng cần phải tham đi để hiểu người khác, để người khác mà sống với người khác mà để có thể giúp ích cho người khác, không hiểu người ta thì không thể giúp ích được, khó giúp ích lắm, giúp chính mình thôi. Thì đây là cái nói đi nói lại cái chuyện rằng là cái điều mà Phật chứng ngộ, mình phải biết rằng là mình cái kinh nghiệm của mình không thấy khó mà hiểu. Tôi cho đi nước Mỹ tôi bao giờ thấy, chưa bao giờ thấy sách rồi, tôi ở trong rừng tôi mới số, tôi là tặc dân sinh trong rừng, cha mẹ rất đẻ rất trong rừng, sau lần bò về thành phố vô trong cái làng nghe người ta kể cái chuyện ở nước Mỹ to lớn có cái tượng nữ thần tự do thế này ở bên cạnh bên kia nhìn có đẹp đẽ, tôi đã biết nữ thần tự do này tôi nghĩ chắc là nhiều lắm, hay như con khỉ, đẹp như con khỉ là cùng, tôi cũng chả biết thế nào hơn được. Thì cái nước bạn mình thấy cũng vậy thôi, tôi chưa bao giờ thấy khỉ, thấy cọp, thấy beo, thấy thằng lằn rắn mối trong rừng thôi, người chưa thấy nó người đẹp cỡ nào chưa thấy nữa. Nó diễn tả tôi thấy rừng thấy con khỉ đẹp nhất rồi, đẹp hơn tất cả rồi, còn mấy người thế giới này mới về thấy xấu xí, những người thế nào thấy khi hoa khôi hoa hậu anh hùng tướng soái rồi thì thấy tàu đoàn là xấu xí cả, con khỉ là đẹp. Thì giờ tôi tả cách nào thì nữa thành tự do giống như con khỉ mà thôi, đẹp gì hết á, không thể vượt qua kinh nghiệm của mình, không ai có thể vượt qua cái bóng đó chứ mình để hiểu người khác. Nên Phật nói cho nên trong Phật đòi hỏi cái bao dung, gọi là cái nhẫn nhục, nó tham nhẫn, cái an nhẫn, bao dung là chấp nhận người khác, không phải chấp nhận người ta làm bậy, bao dung để đừng có áp đặt những cái mình làm khổ người khác, để như khổ cho người khác. Thì đó là cái cho nên chỉ đang cái pháp Phật á, Phật những cái điều Phật thấy thì những cái điều Phật nói như người mình nằm cầm vậy đó. Còn hàng ngày thì chúng ta thật sự là có những cái tâm sự không bao giờ kể với người khác được. Những điều tâm sự mình nhìn mình thấy đẹp xấu không thể người khác được. Tình thân riêng mẹ con vợ chồng, người thân thích nhất, người thương yêu nhất, hiểu nhau nhất, nói đành hiểu thì hiểu từ trong ra ngoài, nhưng có những điều không thể hiểu được. Người này thế nghe mà cái này thì ở thế gian nó quá nhiều nữa. Tình cảm gắn bó nhau một thời không hiểu nhau, bên đầu tưởng nó hiểu cuối cùng trái hết rồi đá nhau, mỗi người đá là phản bội để hại nhau nữa, hại nhau tới độ nhiều khi đốt dao tạc ác xích vào mặt vào mũi rồi cầm gương mình bắn chết nữa. Cái thảm kịch của thế giới quá nhiều thì vì không hiểu người này không hiểu khác, và tự cho rằng mình hiểu cái cách mình, cái thảm kịch của cái thế giới, cái điều sống hàng ngày làm thế nào để hiểu người khác. Thì cái điều như Kim Cang nói, mình có thể đem ập hiểu hàng ngày, quan sát hàng ngày được. Cái cơ bản nhất á, mình có hiểu người khác, và đừng bắt người khác hiểu thương mình, tránh được một cái xung đột thì có thể đồng tạo sự hòa thuận giữa mình và những người. Đừng bao giờ nói rằng là cả chúng ta thấy là một cái tuyệt đối chân lý bắt người khác để làm theo mình. Quá lâu mình căng chừng, đừng có để nó vỡ quá sẽ tai hại. Cái này nói vô cùng tận lắm, thực sự là có những cái rõ ràng là cái sai lầm. Chứ người ta mà đi đến một thầm sắp sớm, mình biết sắp rớt rồi, mình mới nói phải kệ nó, chắc gì nó rớt. Mình thấy vực thẳm, chắc gì nó thấy vực thẳm, phải kệ nó đi mà nó rớt xuống. Đó nguy hiểm, như bà mẹ đứa con nít đó nghe, cái thằng con đi men men qua rồi, nó nguy hiểm rồi. Nguy hiểm gì, mình thấy nguy hiểm, chắc gì nó không thấy nguy hiểm, phải kệ nó. Nó thấy không nguy hiểm thì nó có sống theo cái không nguy hiểm, mình thấy nguy hiểm thì mình thấy cái nguy hiểm. Thôi mạnh ai mới sống, không đi rớt cổ xuống dưới thì đứt, lúc đó hết cứu chữa. Tất nhiên là cái thí dụ này, thí dụ khoai hài ở đời không bao giờ có. Nhưng mà từ cái chỗ này mà áp dụng đời sống ngày nó rộng rãi như vậy thì không phải là dễ. Chúng ta đừng có tự nhận mình cao siêu, thông minh, trí tuệ, có thể cái chuyện hiểu được, có thể áp dụng người kia được. Nó đòi hỏi quá trình thực tập. Thực ra cái tâm chúng ta nó nặng nề lắm. Cái chuyện mà giữa cái đứa con mà đi ra, ven ven ra ngoài cái hành lang mà rớt không rớt, thì mình thấy dễ, mình có thể áp bức nó khóc nữa thì cũng kéo cổ nó vô. Nó khóc mấy cái cổ nó vô. Nhưng mà đối với chúng ta mà thấy những người sống hàng ngày, mình cái chân lý mình kéo cổ người ta vào á, không biết người ta học cái gì, cái cơ bản người ta là ta tham tiền thở vô thở ra, mình kéo cổ cho bắt lần chuỗi thì không được. Mà người ta khả năng chỉ có lần chuỗi thôi mà kéo cổ ta bắt ngồi thiền cả ngày,
ngồi dưới ngộ nổ sùng lên, nó nổ sân si lên hết thiền nổi. Ngay trong thời Phật thế đó, như người sổ tức, cái người mà là cái người mà niệm sổ tức cũng ngồi quán bất tịnh, cơ địa nó khác nhau, không thể rằng là áp dụng chung được. Ngay thời Phật có một số tỳ kheo quán nghe thấy là có nhiều vị quán bất tịnh mà chứng quả la hán, quán quan sát theo quán cái cổ thấy ghê quá, thấy cái thân thể như ghê quá, đi đâu mình phải cảm thấy như một cái sắc thối nó theo mình nhục đi không được. Mắt tai mũi lưỡi thấy cái mắt mũi lúc nào chảy nó mũi rồng rồng, mắt con nào chảy nó mắt rồng rồng, hôi thối. Đi khắc thực rồi ăn cũng không ăn nữa, không sống nữa thôi, cầm dao cắt cổ tự tử, nguy hiểm. Mà cái này xảy ra trong thời Phật rồi thì nghĩa là cái lời Phật nói đại loại nguyện cho rằng đó là chân lý, nguy hiểm như vậy đó, nguy hiểm nó từng xảy ra rồi. Còn cái vị khác như là ngài Sô Na tinh tấn tu hành, đi kinh hành nhà Phật cứ tới đạp cứ tới cái chân bằng chân rớm máu, còn nhà công tử cả đời khiêng bằng ẩm xe cổ lên xe xuống cổ lên voi xuống ngựa cho bao giờ đạp chân xuống đất. Giờ khi tu hành rồi là muốn nỗ lực tinh tấn chứng quả, đi kinh hành ngồi thiền xong đứng cái hành đi vô tới cả cung đường vấy máu măng chân mềm quá mà đi chỉ đi vài bước đã nó bật máu rồi mà vẫn cố gắng mà đi, cuối cùng nặng chí mình tu hành cỡ này mà đi tới cái chân mình nó gần như là rách hết rồi, đau cách mấy răng mà đi thì cho rằng đi kinh hành tụ tập thiền xong đi kinh hành có thể thành tựu được. Có người Phật có đi thân tới Phật giảng dạy, cái này không làm cái này không được, giảng dạy người đánh đờn ở nhà công tử, ở nhà đánh đờn sao lên dưới đờn như thế nào rồi mới dạy mới chắc ngộ được vừa phải. Nhưng mà chúng ta dễ gặp được Đức Phật có những trường hợp như vậy thì làm cho cái mình thôi. Cả gì của tôi cũng đúng, gây ra những cái mâu thuẫn, cái chuyện này trong mình nhiều xảy ra. Người Phật giả ngoại đó, thực sự thì mình đã phát Phật của thì vi diệu sẽ cãi nhau vì rằng là chúng sanh thì khó có cái chất lắm. Là thân kiến, biên kiến, là giới thủ kiến, là kiến thủ kiến, là tà kiến, năng cái kiến này. Từ khi nào vào chứng quả tu đào hoàng thì nó dẹp nó xuống. Chỉ còn chơi thì nó còn y nguyên trong nó, chỉ có cái điều rằng là mình tin theo lời Phật, nó đừng có làm, thì mình ráng mình chơi cũng như con nít vậy đó, mình như con nít đó mà. Mẹ đứa đừng ăn cái kia, thì vì sợ, bắt đầu sợ mẹ quấn, hoặc là đứa thương mẹ, mẹ đứa đừng có làm, thì không ăn thôi. Chừng biết, chả biết tại sao không ăn nữa. Còn cái đứa nó lén, mẹ nói là cho lén, sau lưng mẹ ăn thử xong, bà mẹ về khoảng, chùi một mét khoảng đưa đi nhà thương. Lúc đó thì quá trễ rồi, nhiều khi quá trễ rồi, mình không biết. Thì mình cũng vậy thôi, mình nói tin Phật thì những cái gì nói thì mà ráng giữ cho đúng, hiểu trong phạm vi vừa phải mà hàng ngày hàng ngày đúng. Thì còn ít lợi cho mình, những người khác mà mình cực đoan quá thì cũng mà còn mình thực sự đó bị tham, mình nó cho diệt được những cái này trong mình còn tất cả cái nguyên vẹn đó. Bao giờ nghĩ ta là đúng điều ta nghĩ là đúng mà bắt người khác phải làm theo. Trong cái cõi Phật thực sự người mà tu thiền chẳng hạn, như Phật nó trong kinh điển nó dặn dò kỹ, như tu thiền tu pháp môn này tìm chỗ thích hợp mà ngồi, tu phải chỗ thích hợp, rừng núi nhà cửa trong chúng tăng, trong tăng già lam tư cổ phòng ốc chỗ nào thích hợp ngồi ở đó mà tu trong gần mấy tháng, thường là ít nhất 3 tháng đi, không có tiến bộ thì bỏ làm pháp môn khác, đừng có chấp chặt. Ngay cả cái chuyện thầy lễ mình học với ông thầy này 3-4 tháng thấy không tiến bộ, không phải xin bậc thầy, xin phép thầy, có lẽ thầy với con chứ có duyên mà con học của thầy mấy tháng này ít chưa thấy tiến bộ gì, mà cũng sân si cũng nổi quậu nó đụng ai nói gì nghe chổi tay mới đánh lộn đang vậy, không thấy chửi được mà thầy cố gắng thôi, thầy cho con đi tìm thầy khác, thầy cũng sẵn sàng gửi chỗ khác. Ở trong thiền cũng vậy, nhiều chỗ mình đệ tử thầy học của thầy đổi này nó ta không thể căng cơ ta dạy con cái đó đủ rồi, thôi con phải đi học chỗ khác gửi, thì học trò có chỗ khác mà học, cho học được thời khác chứ học trò tôi dạy cho tới cuối cùng nó thành như tôi luôn, tôi cho thành Phật thành như tôi nó thành ông gì. Nhưng mà trong thiền trong sư tổ bên tây bên tàu có nhiều chuyện đọc sách thiền sẽ thấy. Ông thầy dạy học trò tới đầu hỏi một câu thầy giật mình ngạc nhiên, con mới có cái căng cơ người thầy dạy nữa, thôi con gửi thầy có thầy gửi con ở chỗ này để học, con thầy gửi học trò đi liền tới sau ta học trò giả thành vị tổ đại tổ sư đại thiền sư tiểu tổ sư thành. Nhưng thầy nó cực đoan, ông thầy đó là những vị thầy sáng suốt biết rằng có thể mình giỏi nhưng biết căn cơ nó khác với mình, học trò mình phải dạy như điều thầy làm thầy hành cho mình được, đưa có người khác để cho học trò không làm. Những cái câu mà Phật nói là ta cho từng nó thuyết pháp. Ê, thì người pháp Phật nói rằng là những cái mà điều Phật chứng không thể nói, không thể hiểu, thì trong phạm vi chúng ta hiểu chuyện đó, còn ý nghĩa chuyện nào thì
một thời gian sau chúng ta kinh nghiệm cao siêu thì hiểu. Cũng như người ta nói rằng là cái này là cái tích phân đây, tích phân hai lớp ba lớp lấy nó được, nghĩa là biết cái đường quay của cái trái đất người liền quy thiền được. Mình học lớp nó chả biết thế nào, tin là đúng thì cứ làm theo cái đang học tới đó, thì mình lấy được cái tích phân hai lớp ba lớp thì mình biết nó sẽ thành cái gì. Cho bây giờ mà chưa học đến nơi thì nghe nói chỉ đủ sẽ nói lung tung. Mình phải biết phạm vi của mình, tụ tập từ từ. Thì tất nhiên trong cái câu nói còn nhiều kiểu nghĩa cao siêu nữa. Phật chưa từng nói đúng đó, thật ra là cái pháp, cái chân lý thực sự, sự thật mà cả chứng ngộ, cái chân lý mà đạt được, chỉ có thể tự chứng ngộ, gọi là thánh trí nội chứng, tự chứng minh cảm nghiệm bên trong bằng trí của chính mình. Chứ không thể rằng là không thể nói một cách cho người khác được, chỉ trừ khi rằng học đủ phương tiện, quyền phương tiện, quyền tiện thiện xảo thì mới nói được. Không thì tự mình chứng ngộ tự nói. Người muốn ăn một cái món thiệt ngon là thấy một cảm giác xúc thiệt đẹp, không thể nói cho người khác được nghe được. Bây giờ cái băng nhạc vậy thôi, cái người nghe cái trình độ nghe cao siêu, cái thâm âm nó giỏi, nghe cái bản nhạc một cái giao hưởng, một cái sonata của cái thơ thái hay ho, biết tất cả ý nghĩa đó. Nghe chỗ này là cái cây, chỗ này là suối, chỗ này là những chỗ này là chỗ này là buồn, chỗ này là âm anh bị chết chắc, chỗ này là hăng hái, những chỗ này rằng là vượt qua một cái gian nan của sướng, nghe nó như một cái câu chuyện, như một cái cảm cái màn ảnh cine đó. Nhưng người không bao giờ biết nó pha nhỉ, biết đâu biết nó pha, pha thăng hay pha giảm, chả biết hơn nhau chỗ nào, nó xem nó giống nhau vậy đó. Chẳng bao giờ nó lỗ tay trâu, chả bao giờ hiểu được, giảm cái nào chẳng bao giờ hiểu được. Thì nổi ngay cái thế gian pháp nó còn không hiểu được nữa, đã không hiểu được rồi, nó có cái cao riêng, nó hốt ngồi là cả hàng Phật, làm sao mình hiểu cho hết được. Nhưng đúng ra những cái đó là cái chân lý thì bất khả thuyết, chân lý nào cũng là bất khả thuyết hết á, không thể nói được, chỉ người nào chứng ngộ mới biết được. Thì trong đấy nó cũng vậy, chỉ người nào có những trình độ nhạc khí âm nhạc thì khi nghe âm nhạc nghe quen nghe giỏi, người ta nói rằng để trong cái nốt thì hay lắm, vì nó hơn nhau, có lên nó thăng, có nửa nốt thăng, có nửa tông mà giáng, có nửa tông nửa cung, nó hơi cái chỗ như công người nghe giỏi biết được. Cái cảm nhận đó của người không nghe thì thăng một nửa hay giáng một nửa thì giống nhau. Làm sao hiểu hết tất cả những cái này, cái hiểu cái chân lý phải bằng cái nhận của mình. Đồng thời nó nghe nhạc thì cũng có thể nghe được, tập có thể nghe được, đương nhiên là cái trình độ nghe tới mức hoàn toàn, nhưng mà vẫn có thể nghe được. Nhưng mà làm cho hay thì như Beethoven mình chắc là khó, người ta tập luyện, người ta dạy âm nhạc, mở ra mà nghe, bắt đầu nghe nhịp cho quen. Người chưa biết nhịp thì nghe, chả biết nhịp 2-4 khác nhau thế nào, nhịp 3-4 khác nhau thế nào, nhịp 6-8 khác nhau thế nào, nó xình xình, nó biết xình xình, chả biết cái nhịp khác nhau thế nào. Bây giờ tập nghe, đưa cái bản nhạc, cái tập này là cái đoạn nhạc này là 3-4 này, tập đến cho nó quen, nghe xong rồi tới khi nghe cho bạn khác lạ nữa nghe, cái này 3-4, học xong rồi học đây là 3-6 này, 6-8 này, rồi nghe đi, mới nghe thì 6-8 mình vẫn 3-4 nó xem giống nhau. Nó cũng là tỉnh tình tinh giống nhau, này tỉnh tình tinh, tỉnh tình tinh với 3-4 giống nhau. Nghe rước hồi biết rằng đây là 6-8, rồi nghe cái bạn khác biết là phân biệt 6-8, từ từ cuối cùng hết nó hết nghe nghiệp, cái tập nghe cái gọi là cái cung mực melody, cái này là cung trưởng như thế vậy, cung thứ là thế này, nghe một đổi quen, cung trưởng thế này, cung thứ thế này, rước hồi cung chuyển cung thế này, cái bản nhạc này, cái này cung từ đâu trưởng chuyển qua la thứ, nó nghe nó anh vậy đó. Tự thấy nghe vậy, tự nhiên thấy hay ho, càng ngày càng thấy tập, cái mình phải tập mới được. Tủ đường hồi xưa học nhà ngồi chạy đi cục thử trường thứ gì, học lớn ngồi nghe ra, mình phải hỏi thầy giáo đi tổng trình diễn xong này, cái này phải là nó tự cũng nên đâu trưởng chuột ba thứ, cô làm sao tôi thấy cả một cái bầu trời tự nhiên cái sao nổi đầy cả bầu trời thế này, đúng đấy. Đừng nghe với ngồi này, cái cung này cái điệu cung này chuyển nhạc đánh thế nào mà tưởng tình tinh á, mình tự nhiên nghe cả một cái thành phố Sài Gòn trăng đầy như thế này mới đúng đấy. Cái bản nhạc symphony ánh trăng đấy, cái sonata ánh trăng đấy, mình làm thời gian sau mình hỏi tạm mà còn ngoài ra chả tiếc gì. Thì tôi nói ở cái phòng vừa mới là cái con anh chàng trung quyến kéo đồng vừa lần hay lắm, kéo đồng sân hay lắm, ngồi trong phòng tôi, cái phòng làm trưởng phòng của tôi thương đồng hạnh vô phòng ngồi kéo. Nói rồi kéo từ đêm mới sáng hay, mấy đứa khen mấy đứa mà vậy nhận ra cái anh chàng như kéo giặt như hình lộn, giặt nghe như thành rầm nghe như hình lộn. Mình nghe cái âm nhạc nó tĩnh lặng, có cái âm tĩnh lặng trong đó, ông nghe thành đánh lộn tôi chảy làm sao.
cái bình thường nhất tán chuyện âm nhạc nghe người ta nghe đã không hết rồi, mình không nghe hết đùng ở cái chân lý cao siêu mình sao nghe cho hết. Nhưng thật sự đó pháp Phật nó trong cái chí lý không thể thuyết được, thuyết được là cái trình độ chúng ta không thể thuyết được. Người có thể giảng nhạc mà những cái cung bậc thì chỉ có thể cho những người đã từng hiểu nhạc học nhạc, chứ còn thực ra nếu mà cái người đó mà có thiên tư âm nhạc mà chưa học cũng thể giảng nổi. Thiên tài âm nhạc sinh ra là cái chén, gõ cái chén là biết rằng gõ vô là cái, biết cái chén này khác cái chén kia, cách nhau mấy tấc liền biết liền, cách nhau mấy tấc liền. Nhưng mà để phối khí thành cái bản nhạc thế nào cũng làm nổi. Biết cái phơn hồi con nít mới sinh ra là gõ chén gõ được rồi, bác gõ đâu thành bản nhạc liền, rồi ngồi đi bê vô thành bản nhạc liền, độ chắc thành cảm bản nhạc con nít. Nhưng phải học, học cái tế độ mà nghĩa rằng lẫn cái học mà con nít mà lười biến học làm ngủ mà ông nội đổ dội nước vào trong ngồi bắt buộc cái tế giờ bắt buộc cái đệm piano ngồi bắt đệm đệm cái ngồi ngồi đệm cái vài cái ngủ ngủ dội sắp đặt cái trời nó dội như vậy đó, thấy cái đệm piano thù nít này muốn ngủ mà trời bắt nó thù ghét cái đệm piano, thấy cái đệm nó kẻ thù của mình. Nhưng mà vì sợ ngồi phải học, học riết mà hồi cuối cùng thành cả một thiên tài nhận thế giới mình chưa có nghiệp. Chúng ta hay là nó quá kinh nghiệm tu tập chúng ta nó gần như vậy đó, mình có thiên tài đã sẵn rồi nhưng mà phải có sự huấn luyện mà tu tập chúng thấy tự nhiên mới được. Cái vì rằng chúng ta từ vô thủy kiếp rồi, cái vô lậu cái hữu lậu những cái tham sân si nó chết đầy đất người rồi, thì nói cái gì cũng tham thì cũng sân, mà cũng sân thì cũng si, nó bị chưa phơi cái đó rồi. Nhưng mà mình cứ tự hào rằng mình trong trắng, những cái thiệt ra chả có trong trắng, con mắt mình làm con mắt mình cái tay mình tay bẩn rồi mà con mắt mù nó tay chờ ở đâu thấy nó sạch hết, nghe nó sạch người tay bẩn mà biết giờ sạch, tay mình đây là cát bụi nó sình tùm lum thứ tâm này rồi mồ hôi với mình sờ đây thấy đẹp hết á, là thấy hay hết á. Mình đau khổ nữa là mình sờ đó cái lụa tắm sờ nó dơ là cái tấm lụa, nhưng mà mình còn thấy đẹp đâu có thấy, mình sờ và mình nói tay tôi đẹp, tôi sờ đó còn đẹp hết, nhưng mà tay mồ hôi dơ khói bụi tùm lum chết mà trong cái tấm lụa, cái tấm lụa ta trắng nó thành chắc một đơn hồ mình đâu có thấy, tưởng là đẹp rồi khoe một người rằng đẹp chưa, cái tấm lụa tôi sờ với tôi vuốt tôi ra cái tấm lụa nó đẹp chưa, nó thẳng băng đẹp chưa, bây giờ ta nhìn vô thấy đẹp gì nổi. Nhưng mà rồi khổ nói chúng ta trả là Phật hết, từ phía ở trên Phật mới thấy. Đương nhiên là có thể thấy được, học được, mình không bằng tới phân nhưng mà để học có thể nghe được. Đầu tiên mình cho học nhạc tự kiếm nghiệm thấy là mình cho học nhạc mấy trái đất nào nó giờ ông thầy bắt một kéo lấy kia vô lâm lên mà kéo bên đầu muốn thử bốn sợi dây không mà phải lấy cái còi mà thổi bốn cái còi bốn cái tông mà thổi nó đúng dây thổi xong là nghe, nghe xong là thổi thổi riết ngủ lên dây vô được cho ông thôi. Lên một dây ba dây cái chả bao giờ biết lên hết á, bấm cấm nữa lấy kia ngồi chả cần cái sợi dây chả cần còi thổi nó cầm kéo biết trúng liền. Nhưng mà thời gian sau nó tù về tay nó biết là khổ, kéo hoài chả bao giờ trúng, kéo cái ngồi cái thấy nó chặt mấy cái lỗ tai nó sập xuống rồi nó không còn nữa. Cái khả năng con người bị ảnh hưởng bởi xung quanh, mình nói gọi là bị ảnh hưởng bởi vì mình đi sống trong cái thời gian dài mình nghe tiếng lèo xèo, không nghe cái tiếng nhạc tiếng độ như cũ, nó không huấn luyện nó nữa, nó không còn giống cái độ rung cái mầm nhĩ nó còn rung như hồi trước nữa. Thành ra bây giờ người học hòa kéo về tập kéo cái người thay hay lắm, cuối cùng giờ lại thử coi mở cái ọt đêm nó thử coi kéo cái này có đúng cái đồ nó trả cái đồ đó nó tập từ hồi nào mình không biết, mình cứ cho là hay, mình nói, nếu mà thâu lặng thì chắc nghe ghê lắm, cứ cho là hay kéo trước ngồi chạy dám kéo vừa nổ nó thôi vừa lông dẹp kéo cực ngày càng chặt nữa, cái lỗ tai nó hư rồi không thể kéo đúng được nữa, thôi làm cái chuyện khác. Đây là cái kinh nghiệm hàng ngày chúng ta phải thấy. Nhưng mà đều mỗi ngày tôi nói kinh nghiệm tôi đang nói chuyện mới học nhạc không đã vậy rồi, tôi cái học chân lý nó còn cao xa nữa, nhưng mà chân lý nó còn có cái dễ hay khó thì nó đời sống hàng ngày trong chuyện ăn chuyện mặc chuyện ngủ chuyện đi đứng buồn vui mừng giận tất cả đều có cái chân lý tùy theo cái mức độ thì chúng ta luyện tập được hàng ngày. Chứ mà với chuyện nhà muốn tập là phải có lúc có thời, nhưng muốn lúc kéo đường vui lên thì phải lúc nào, chứ nó bữa củi xong cầm cái đường mà kéo thì kéo gì ra nổi, nhưng bữa củi xong cái tay cứng cầm đường quá nó chạy đi đánh nước này nó chợt cái nước khác. Nó còn cái đang gây gỗ nhau ông sòng chửi lộn nhau ông sòng đó, mình là bình thường tai nghe nghe sờ rồi vô kéo nốt cắt nhau nửa tông sao nghe cho nổi, sao nghe cho không được cho nổi.
nghe là giữa nên nghe là cái ly giả mình cái ly thân khách nào nghe sao cho nổi. Cái nhớ cái hai cung nữa cách nhau có chút xíu ly giả mình ly thân nghe cho nổi, cách nhau sao nghe cho nổi là kéo chặt thôi. Mới nói thật là đáng hàng ngày những cái kinh nghiệm bình thường rồi lúc nào bình tĩnh rồi mới nghe là thở vô thở ra cho nó hòa hoãn thì kéo được, cách nhau nữa tao nghe được không đầy nữa tao ngắt một chút xíu. Đêm như này đi thân anh đi dán bên cái nơi đi thân biết bấm cứng liền, còn không có hai chỗ chạy biết thế nào mình thấy nó xung xanh với nhau bột bấm chặt lắc cách lắc. Thì cái này là trong cái người học đời mới thấy đó. Mới gặp từ cái lúc nữa cái tâm trạng của mình nữa rồi cái tay của mình nữa cái lỗ tai của mình nữa cảm của người toàn diện, nhưng mà cái này hàng cái đời nó thì nó có lúc cho toàn ngày sống nặng mặt mũi mắt tai mũi lúc nào cũng sử dụng hết á, dễ ráng tới nào mình huấn luyện tập tự tập thiền xong ra ngày xả tập hàng ngày quen với cái chân lý cái sự thật, quen với những điều vi diệu để thỉnh thoảng đạt được những vi diệu những cái niềm gọi là cái pháp lạc nó rung cảm xuất hiện. Ban đầu cái tầng số ít càng ngày nó càng nhiều ra, ban đầu nó chỉ xuất hiện trong cái ban đầu chỉ xuất hiện là trong cái thiền, khi mình ngồi thiền có những cái rung cảm mình biết rằng đây là những cái phật, cái thiền duyệt, cái là cái lạc, cái vị lạc của thiền định. Một thời gian sau nó quen rồi tới chuyển tới lại Phật cũng cần thở vô thở ra nữa, mới vô nhìn đấy mới đứng yên yên thở, mới đứng chơi tay xá một cái tự nhiên thấy cái cảm giác nó lạc thú lạc thọ, cảm giác gọi là siêu thoát nó xuất hiện, mình biết đã đạt được cái sự thành tính. Nó hàng ngày không có, nhưng hàng ngày tới khi ngồi chơi không nghe ngọn gió thổi qua, đúng là ngọn gió thổi qua mình cái nó trần tục trần lụy đó, nhưng mà cái mình có găng cơ sẵn rồi, cái nguồn pháp lặng nó sẵn rồi, nó xuất hiện một cái là cái tâm mình nó tĩnh lặng liền, tự nhiên mình thấy được mình cái an lạc. Tôi trong hàng ngày mình có thể được, mình tập được cái, nếu mình tập thì cái tầm số càng ngày càng lên, mình mới lạc như vậy, nó lạc trong đấy nó đối chọi với sân. Lúc đó thì không thấy giận ai được nữa, chỉ thấy mình có vui vẻ thích muốn cho người khác vui còn hơn, thấy mọi người vui vẻ thấy an tất đạt cả, sân khi nó giảm xuống nó tập từ từ, nhiều khi 3-4 tháng nó có một lần rồi, từ từ 2 tháng một lần, 1 tháng một lần, rồi 5-6 ngày một lần, một thời gian sau ham tròn chuyện quên mất rắn tập nó lại, thì cái cảm giác người ta hôm nay mình có thể luyện tập được cái này. Mà thì chỉ cái này đấy mình nó gọi rằng để mình có thể hiểu được Phật thế nào, từ từ mình đi vào mới hiểu. Nên trong khi mà ông Bà La Môn và ông du sĩ ngoài đạo kia ông nói Phật, rồi cuối cùng thì ông thấy mình như ông Cô Đàm mới đúng. Bây giờ mình muốn học cái chữ này, muốn hiểu cái này hiểu làm sao, thì nên bây giờ tôi muốn hiểu ông Cô Đàm sao hiểu. Bây giờ muốn hiểu thì chỉ có thế này: thân cận thiền sĩ, tinh văn chánh pháp, như lý tác dĩ pháp tựa, bốn cái cánh cửa để vào đạo. Thân cận thiền sĩ phải gần gũi những cái bậc hiền triết hiền sĩ, thân cận cái chuyện người tâm thiết, thân cận để gần gũi. Gần gũi để làm gì? Thật ra là cái và để người hiểu biết, gần gũi gần mực thì đen là đèn thì sáng, cái chuyện đời như này mình hiểu. Nhưng gần gũi người ngồi đó mà tới dẫn người dòm mày gọi là thính văn chánh pháp, để nghe những điều hay để tới người ta dạy dỗ cho, nhưng mà nghe xong nữa không, nếu mà nghe xong thì về suy nghĩ đấy là như lý tác đi, suy nghĩ cho đúng, phân tích đúng, hiểu rằng đem kinh nghiệm của mình ra, tìm từng kinh nghiệm đã xảy ra rồi, mình đã có từng buồn vui mừng giận hạnh phúc đau khổ có rồi, thì những cái này nó đúng chỗ nào sai chỗ nào mình có thể sửa được, biết rằng vậy là nhìn vào mình cái nào ta tốt cái nào ta xấu, biểu tâm cái tâm mình cái nào tốt cái nào xấu, cái nào lớn cái nào nhỏ ta làm lớn ra, mà cái nào tốt ta làm cho nó tốt thêm, cái nào xấu ta làm nó mất xấu đi. Tập từ từ là rồi sao nó là phát triển, như lý tánh như pháp tiêu hóa hành, rồi sau nó tự nhiên như lần lần hoặc là hôn tập lần lần, cuối cùng ấy nên là tới mức đạt được những cái niềm hỷ lạc. Cái hỷ lạc nó càng ngày càng tiến, bắt đầu hỷ lạc nó thô sơ nhưng mà hỷ lạc càng ngày nó càng tới đức, mà hỷ lạc gọi là bất động tâm giải thoát. Hỷ lạc tới cái mức thấy mình vững với bằng thạch như núi Tu Di, vững như hòn đá, gió mấy dân bão nó phớt qua tại đời tạo sự an lạc không thấy. Người mà nó dao động một cái ngọn gió thời quan thấy là khó chịu rồi, nhưng người thấy bằng thạch vững vàng thì ngồi giữa cái trận dân bão còn thấy mát mẻ như thường, tâm an lạc như thường, không có sợ hãi mưa gió dân bão như nào vẫn thấy an lạc. Nhưng một cái hòn núi đá vững vàng tâm bất động, mình đạt tới cái trạng thái đó
trạng thái bất động như thế này, bất động tâm giải thoát. Nhưng mà đó thì nó vẫn ngoài cái khả năng chúng ta sử dụng để mình hiểu. Đây nhiều hàng ngày đến mình hiểu cái thế giới như vậy. Rồi là bất khả thuyết này, nói tóm lại nữa không này. Tôi nói dài dài như cái gợi ý, còn mọi ngày là kinh nghiệm phải tự mình lấy. Không ai có thể hiểu thay mình được, không ai thì khác cho mình được. Cái người nó có thể đúng có thể sai, đúng trong lúc này đối với ta, sai lúc khác đối với ta. Đường có thể ngon có thể dở, đường bỏ vô cái này thì nó ngon, đường bỏ vô muối ăn uống ăn không được, đường bỏ vô nước chanh khuấy nó mới ngon. Những cái ly nước muối bỏ đường vô lầm lợm uống được, nó hay đường lúc nào ngon đâu. Mình cái chân lý thầy nói như vậy, rằng kinh nói như vậy, trong hàng ngày có lúc phản tác dụng, nếu mà chúng ta áp dụng đúng phản tác dụng. Cái nhân duyên là vậy đó. Nhưng mà nó may chúng ta là trong kinh điển Phật có cái rõ ràng đó, đừng có tự cao mà đừng có sửa đổi. Phật nói vô thường khổ vô ngã thì ráng mà hiểu, nó nói vô thường khổ vô ngã, nếu đừng có tự ý mình đang Phật nói vô thường khổ ngã, chỉ có hai cái vô thường mà có ngã thôi, không có khổ đâu. Nói vậy là sai, nhưng mình tự hàm cho rằng mình đúng thì cứ nó không có khổ không được. Nhưng mà cứ đáng tập đi quan sát thời gian sau, chứ quan sát nửa chừng nữa về gọi là tăng thường mạng, chưa thấy mình cho rằng thấy. Nhưng mà nguy hiểm cho mình là hại cho người khác thì hại mình uống. Nhưng mà những cái trong kinh điển nói như vậy mình cho đủ thì nếu cái chết thiên thật thì để qua bên, mình không thấy mà cái này chắc không đúng này, để qua bên nó làm cái khác. Dân đừng có tự hào rằng gạt có liền mà cho rằng bác liền mà nói rằng bảy ông tội nói sai. Người ta ăn cái này ăn cái đấy, người ta nói rằng cay ngon, mình ăn một cây xé lưỡi, anh càng nói rằng bảy cây mà ngon xé lưỡi. Muốn ăn thì tập biết tập ăn, nhưng mà chắc tập nổi rồi tập ăn như thế, mà bạn ăn hết mà cả chén mà thấy ngon ăn không nổi đâu. Cho tới cần độ may ở đời khác đời này không nổi, nhưng mà trong cái tu tập thì cũng có thể có cái mức vừa phải, gọi là ban đầu nó quen tập. Cái vật chất nó không phải như cái tinh thần nó vô hình vô tướng, mình có thể khắc phục, có thể khống chế nó được. Đây là cái để mình hiểu thì cơ bản làm cho là những người Phật nói hiểu đúng thật ít lợi chính mình, cái đó có sự tiến bộ chính mình nên mà hiểu thế nào hiểu, còn ngày càng thấy vui vẻ là không có hận đời. Cũng như là Phật nói đời là khổ, hiểu tất cả khổ, nhưng càng nói đời là khổ càng thấy thương người, càng thấy thương mình và thương người và thương người và thương mình, thì đúng đó hiểu đời là khổ. Nếu đời nó không phải là hầm đời đen mà thế gian này khổ này, thế gian tất cả đều luôn ăn xào ta, nhưng mà khổ là phải. Người ta lên rừng nó sống với khỉ, khỉ nó hơn. Thế gian này đạo quá, khổ lên rừng sống với khỉ. Cái đó là mình coi lại đi, coi lại cái chuyện mà mình học như thế nào. Thì trong kinh Phật nói thì vì tất cả ít lợi cho tất cả chúng sanh, người cũng vậy mà vật cũng vậy, thương hết. Bây giờ mình thương con khỉ không thương con người, thế làm sao, chắc là nó có gì sai rồi. Suy nghĩ thì cũng suy nghĩ thì tự nhiên mình thấy tự mình suy nghĩ lấy, tự mình học lấy, mình ít lại mình thể hiểu được nhiều chuyện bằng bản thân mình, chứ không nhắm mắt mà tin rằng cho nên ngay Phật nói ta chả nói gì cả. Nên cuối cùng Phật nó vì sao vậy, vì những cái gì, vì Phật pháp, cái gì là Phật pháp thì cái đó chả phải là Phật pháp, thì cái đó mới là Phật pháp. Mà câu này nghe nó còn cao xưa nữa. Phật pháp là gì? Phật pháp vì không phải là Phật pháp mới nên nó đó là Phật pháp. Cái câu nó cao siêu vậy đó, phải không? Thì cũng thực sự đó thì là mình trong cái hàng ngày luyện tập hàng ngày, mình sẽ thể hiểu được những cái này, những cái gì mình nghe, những điều Phật nói rồi, những điều Phật nói mình áp dụng tới ngày mọi mặt. Rồi thì cái câu này thì tạm thời như vậy thì chúng ta hiểu hết rồi không? Muốn hiểu thêm nữa thì phải tự mình thôi. Là những cái gì Phật nói, bây giờ tôi nói tóm tắt lại đi cái chỗ này thì nó tình có cái lý chứ. Thì nói cái tình thì vô cái lý, cái sự thực, cái tình tâm thời gian kinh nghiệm thì vô cùng tận này đó. Để hiểu thì chả hiểu hết rồi. Trong cái tâm sự có những điều không thể nói được rồi đó. Chúng ta nói tôi có những khổ tâm tôi nói cho bạn biết được. Có những khổ tâm của tôi mà không biết nói với ai được, đời không nói ai được hết. Riêng hội nói cái tâm sự này, nghĩa là biết đem tâm sự mà ngó cùng ai đó này, chắc chia trong thiên hạ đời nay mà đem nó nước làm rầy chiếm bao. Cái gì biết đem tâm sự ngó cùng ai gì tôi quên mất câu rồi.
đời nhiều cái ta than vậy á, tâm sự mình biết nói cho ai hay được, cái tâm sự thường của nó nghe hay được. Nếu có bên tâm lý có những cái bất khả thiết mà bao giờ chúng ta đạt được cái bất khả thiết, ai cũng thấy được, mình thấy được cái điều đó, càng ngày càng thấy nó cái thế giới rộng rãi, nhìn thấy những điều mà chưa bao giờ thấy, mà thấy đúng thấy hay chứ, chưa bao giờ thấy thấy cái thằng thầy không nguy hiểm à, nhưng mà thấy cái bao giờ chưa thấy chứng, cái chưa bao giờ chứng, cái đời sống mình càng ngày càng tiến bộ, học càng ngày càng thấy mình tiến bộ. Thì coi tiếp theo câu theo là câu gì nha, cái gì ta coi cái này câu gì nha, đã là mình quên mất rồi. Không, thì đây Phật nói thì vì sao với tất cả những gì Như Lai thuyết hả, đều là bất khả thuyết để bất khả thủ, không thể là thuyết được, không thể thủ được, tức là không thể gì những cái gì mà Như Lai nói đều là những pháp mà Như Lai nói, tức là những cái gì chứng ngộ. Phật nói từ những cái gì chứng ngộ, vì sao thì Phật thấy cái gì nở cái nấy, nhưng bằng phương tiện để nói xong này cho chúng sanh hiểu. Chúng người không thấy con bò thì không thể nói thẳng con bò được, phải mô tả nó giống con gì, chứ bao giờ thấy con sư tử thì mô tả nó giống con gì, nó làm sao. Nhưng mà những cái đó thực ra là bất khả thiết. Đây là sư tử là trên trường cọp bè thì con dễ, nhưng mà trong cái chân lý thấy bất khả thiết. Thì khi nào mình chứng ngộ được như Phật thì mới thực sự thấy được cái đó là gì, bất khả thiết, bất tất cả các pháp đều là bất khả thủ và bất khả thuyết. Vì sao? Vì nó không phải là phi pháp, cũng phải là phi không phải là pháp, cũng phải là phi pháp. Pháp là gì? Những cái gì mình thực ra pháp là cái chân lý. Tất cả những cái gì chúng mỗi cả chúng ta trước mắt đều là pháp hết, cây cỏ đất đá rỉ nghĩ xanh vàng đỏ trắng, giết người ghét người thương người, tất cả đều là pháp hết á. Nhưng mà tất cả các pháp đều là thanh tịnh, không có hai mặt, vừa nhiễm vừa tịnh. Nhưng mà tất cả các pháp đều là thanh tịnh, vì tất cả các pháp đều là chân lý, là sự thật. Nhưng mà sai lầm thì chúng ta gán ghép thôi, gán ghép thôi. Nhưng một cái chấm là một cái chấm, nhưng mà ta nổi nhờ thành cái chấm, thành nó đơn rác thì ta chúng ta ghét. Một cái viên, một cái màu xanh là màu xanh, màu đỏ là màu đỏ. Nhưng mình đem màu xanh ghép, còn đã ghép tầm bậy tầm bạ trước, mà nhìn những cái bức tranh nguyệt ngọt, nhìn vô thấy ghê, thấy sợ. Ai còn thấy người ta ghê, thấy kinh sợ. Đó là sự gán ghép của mình. Mỗi pháp đều là một cái chân lý, mà cái chân lý nào cũng đưa tới cái ăn là cái hạnh phúc cho mình hết á. Không có cái nào cũng đưa tới cái gì, mình thấy được sự thật là thấy được cái ăn là cái hạnh phúc của chính mình. Mình thấy cái hòn sỏi, mình biết được cái hòn sỏi này có là cái gì, cái ích lợi cho mình nhiều thứ lắm. Nước sông tương mà trong thì ta rửa giải mũ, nước sông tương đục thì ta rửa chân, nước lúc nào cũng ích lợi hết á. Mình là cái người mà xử sự ngoài đời thì cái gì ích lợi hết á, sỏi đá tất cả đều ích lợi. Cho nên tất cả pháp đều là chánh pháp, nhưng mà cũng là phi pháp, vì như cái nói vậy cho mình, nhưng mà khác nó hại cho mình áp dụng nó hại cho mình. Cái hồn sòi biết cách dùng nó thì ích lợi, còn không mà đạp lên nó cái đau chân đau điếng đấy. Hồn sòi mà chọi người ta nữa nó chết nghèo, mà hồn sòi những cái dùng mà truyền khẳng ích lợi tùy theo người. Cái cọng cỏ cũng vậy, cái cây kim ngọng cỏ, cái hồn cát mọi cái nó vẫn có cái ích lợi của nó, vẫn có cái hại của nó. Ích lợi cho người đó là pháp, mình thấy được cái sự thực chân lý là pháp, mà ích lợi là phi pháp. Thì những cái gì Phật nói ra đấy là vừa pháp vậy đó. Phật nói gì cao siêu, nó những cái hằng ngày đất đá cây còi chuột chỉ cho chúng thấy cái này là cái gì, cái này là cọng cỏ. Nhưng mà chúng ta chạy hiểu cọng cỏ là gì, mình chỉ hằng cỏ trong quan hệ của mình thôi. Như gặp cái con chuột, nó hỏi mình, nó con chuột này biết tiếng nói, nó hỏi cái gì mà là cọng cỏ. Con chuột hỏi cỏ để làm gì, cỏ để trồng đẹp mà chơi. Con chuột nó chả biết đẹp là cái gì, cái này chả phải là cỏ. Gặp con mọt, mình nói con mọt, mình hỏi con mọt hỏi mình là cái này, cái là gì, mình nói là cái cột nhà. Con mọt hỏi cột nhà là cái gì, cột nhà để tránh cái nhà. Con mọt không, cái này nó phải cột nhà, để trả cái tránh cái nhà, cái này thức ăn của tôi ăn thức ăn. Thì mọi pháp đều nó tồn tại hết, một cái điều của chân lý, mà chúng ta hiểu chân lý được, thành ra là con mọt nó thấy cái này, thấy cột nhà thức ăn nó gặm, mà ta thấy cột nhà là tránh cái nhà, để cho con mọt nó cắn cái nhà cái sọc. Thì phải giết con mọt thôi, mà con mọt nó yếu quá, cho nên con mọt nó thần thân quảng đại giết ta, nó chống trở lại mình, nó hiện thân nó chống trở lại mình,
nó lộn xộn, nhưng mà cái trật tự con mọt nó vô phước, thế mình lấy tay mình dí người nó chết ngay. Con mọt, nhưng mà cái con mọt thì nó ăn cái khác, biết là có con sâu, con bọ, con vi trùng gì đó, con mọt nó ăn vô nó giết cái con đó, thì con đó nó, mà tất cả đều là cũng là pháp, đều tất cả đều là phi pháp. Cái gì đem ích lợi, nói tóm lại theo cái chủ nghĩa thực dụng đi, cái gì ích lợi cho ta đều là pháp, và tất cả một cái chân lý đều ích lợi hết, không có cái nào không có ích lợi. Mình sai lầm trong cái đó mình không sử dụng được thôi. Cái cồng cỏ này biết dùng với nó ích lợi nó thì có thể trị được những bệnh này bệnh khác. Cái này không trị bệnh này, cọt cú nó mọc tầng lan đó nhổ bỏ, nhưng mà nhiều khi bệnh hoạn cái nào cầm cọt cú thôi. Nam bất ly trần bì, nữ bất ly khương phụ, khi nào phải cầm cái cọ cú, chẳng phải rằng nó là nó mọc tầng lan thì dơ sân dơ cỏ nhổ bỏ đi. Nhưng mà người thầy thuốc biết bỏ thì bỏ mà được, nhưng mà phải giữ lại con cái để khi cần nguy hiểm có nó mà tiêu mà dùng, thì mọi cái đều là pháp. Nhưng mà nguy hiểm chúng ta là chẳng biết cái nào là pháp, cái nào không, cứ như con nít này gặp cái gì sợ bậy đó, nghe nó cọ cú tốt ít lại trồng tầng lan đó, mỗi nó mọc mọc đầy nhà đầy cửa, mọc trước ngộ không có lúa mọc nữa, lúa chả có mọc nữa, rồi hết hết lúa, hết đồ hết ăn. Thì mình hiểu được cái đây là cái chân lý trong kinh Phật giảng, nguyên tắc hàng ngày chúng ta sống, tất cả đều là pháp, đều tất cả đều là phi pháp, tất cả đều là pháp, tất cả đều là phi pháp. Mình học tập trong cái phạm vi vừa phải, nâng cái quan trọng ở chỗ mình nâng cao cái đời sống của mình, nâng cao cái giá trị của mình lên, nâng cao cái tầm mức của mình lên. Đó là mình có hai cái bi và trí, nâng cao cái bi và cái trí lên tùy theo cái mức thì cái pháp nó sẽ hiện ra ích lợi cho mình trong người. Cái hồn sỏi mình học khoa học, mình nâng cao cái trí lên biết nó tụng gì đủ thứ đâu, rồi những bao nhiêu c, bao nhiêu h, bao nhiêu n, mình biết là bao nhiêu o nằm trong cái hàng sỏi này. Nhưng mà biết là biết, cái đó là chả phải là trí, biết mình chả phải. Nhưng mình biết cái hạt sỏi chứ chả cần con nít nó biết cái hạt sỏi như làm cái gì, ích lợi cái gì, nó cần cái gì, thì nó biết được cái hạt sỏi, nó vẫn dùng được cái hạt sỏi trong ích lợi của nó, mà vẫn nó tồn tại có ích lợi. Chứ biết không ích lợi thì chả ít ăn thua gì, biết cũng hại cho người khác thì biết rằng chả nên biết. Thì ngay cái đó nó đã có cái ích lợi rồi, mình hằng ngày, nhưng mà thực tập từ từ, bắt đầu quan sát từ từ, tự ích lợi cho mình, ích lợi cho người nữa. Cái hằng sỏi đó là mình nếu mà để cho đứa nít mà cầm nó chọi chim chọi đá thì nó dẹp cái hằng sỏi đó đi. Nhưng mà sỏi đó rải đường rải xá cổ cho xe chạy qua chạy lại, rồi đừng có bị sập hầm sập hố rồi. Thì hằng sỏi đó nó làm cái gì thì nó vẫn ích lợi của nó, thì mình nên làm vừa phải. Cái cỏ cú cũng vậy, biết cỏ có ích lợi thì trồng, trồng cái mức nào thôi, đừng trồng quá để nó hại lúa. Cái tâm lý mình hiểu biết, hàng ngày mình thực tập, nên là cái ích lợi cho mình, ích lợi cho người nữa, và đời này đời sau ích lợi cho mình, ích lợi cho người cũng ngay, ăn trộm ích lợi cho mình việc đấy, của người ta nhiều quá ăn trộm ích lợi cho mình, nhưng ích lợi đó trong hiện tại, cho mình hiện tại thôi, khi ăn trộm thì sung sướng, nhưng mà nó hại cho người, hại người thì người ta trả thù thôi, vì sao người ta lấy lại của mình. Lúc đó mình bị ở tù, bị tới nhốt, lúc nào mới thất thế rồi, người ta thù trả đũa, lúc đó mới thấy mới ăn năn hối hận, lúc mà có quyền thấy hống hách của mình đã tịch thu, tới khi vật đổi sao vậy, là một khoen mà thấy đổi sơn hà thì tấm thân chiếc lá biết là về đâu, lúc đó hối hận kịp nữa, nó trả thù thôi, lúc nữa thì hống hách nó trả thù. Là cái ích lợi của mình đầu tiên, mình vì ích lợi của mình, cái gì mình thâu tóm hết, tới khi mà cơ căn nó sụp đổ, tới lúc đó người ta thù mình, lúc đó hối hận kịp. Thành ra chúng ta hiểu cạn cợt lắm, chỉ hiểu trước mắt thôi, cũng như con nít vậy đó, này thấy trước mắt ngon cái là thấy cái người ngon cái là bỏ miệng cái đấy, nhảy tới khi chết nhảy ra đập rồi mới hay. Và phần lớn là chúng ta vậy đó, mình bị ghẻ cái là cách nào cũng muốn sự ghẻ, vì gãi thôi chứ không gãi không được. Gãi cho tới bật máu là gãi, cái mục nhọt trong mình bị vết thương đau quá thì phải trà gãi thôi, nhưng mà đau quá mà nó mất cả cái tinh thần đi, mất cả cái trí, thì bác sĩ sợ anh này thấy chứng thọn cò bệ cò bạ, cò bệ cò bạ thì phải tới đây nó chân ngôi giường nó nằm im đó, con thôi đánh đau ông vùng vẫy nó cào luôn rất là hại, thôi nó tới lại một chỗ. Thì Phật nhiều khi nói với Phật giữ như vậy đấy,
Nhưng khi hiền với Phật giữ đó, dạy những cái nhiều khi người ta thấy ta sợ thật, cũng dạy nhiều cái mình sợ thiệt, bỏ cái thế gian này kinh sợ thiệt, không dám. Nếu Phật nó cũng vừa phải nhưng mà kinh sợ thì, nhưng mà cái người mà tới quá đáng thì phải trói tay đó chân lại. Còn người bình thường thì bác sĩ cho vài viên thuốc aspirin người uống thì hay, bác sĩ này cũng tự bi thật đấy, uống một cái vài viên thuốc, nhiều khi người ta cũng sợ vào ba cái, không khám nổi, nói vậy thôi, biểu thở vô thở ra một cái khỏe, bác sĩ thì giỏi thật đó. Cho tới khi bác sĩ trói tay đó chân mình lại, cái bệnh tới đồ tối đến là bác sĩ nó hung ác, người ta nhờ trói tay đó chân lại. Phật trong cái giáo Phật nói nhiều khi cũng hung dữ lắm. Ông bà Lâm Môn với ông tới nói chuyện lớn ngựa Phật, nói luyện ngựa anh tới khi Phật hỏi, nếu con ngựa mà không luyện được nó chẳng làm sao, nó cứ luyện nó dạy hoài nó cũng được, cái tôi giết nó thôi. Rồi hỏi là Phật dạy đệ tử thế nào, riêng ngựa Phật nói, thì ông nói rồi giết cái ông đó mà dạy cái đó dạy nổi thì Phật làm sao, nó tôi giết. Đó là hoàn hồn chứ Phật tự bi vĩ đại, tự bi đại, tôi biết sao giết người. Nói không, giết cái người này đây là trong cái người này, nếu mà hành cái này thì đạt tới tình niệm thế kia. Nhưng mà ở đó trong thánh pháp này mà tự mình không làm được thì chỉ bị đọa lạc thôi, mà đọa lạc tìm sao giờ tôi vớt cũng nổi nữa, thì cái đó như không giết cũng như giết thôi, tự mình giết mình mà. Phật nói này hung dữ lắm, khó khăn à, thì trong cái nói những cái mà nhiều khi người ta thấy trong thời Phật cũng có nhiều cái tỳ kheo chống lại cái chuyện Phật, Phật dạy người ta chống, nhưng mà vì sao nữa ráng tu tập thành A-la-hán. Ngài Phật ta nhất tọa thật tạ, nhất tọa thật tạ ngày bữa vô vi vô cộng thoải mái, buổi chiều có như thì giờ ngồi thiền định tham thiền thở vô thở ra, chúng đạo quả đừng thoải mái. Ông kia nói sao môn của đạo ông già rồi, ông ăn ngày bữa ăn tiêu cũng ăn bữa, còn ta thanh niên trẻ ăn hai bữa ba bữa mắc những gì, ăn có làm sao đâu, ăn vô có giết người cướp của gì đâu, có hại gì đâu, không làm không chống lại Phật. Tới Phật khuyên Phật nói à, bây giờ ăn được nhiều cũng làm thế này, ăn ráng là nhịn, dạy cách nào cũng được hết á, nhưng làm không phải ăn giống ăn không được. Nè thôi thì ăn thì cứ ăn đi, nhưng mà thời gian sau cho kinh nghiệm tu tập đi, nè hằng ngày, đây là những người thực là cố tình giải thoát đấy, đã kinh nghiệm cái tu tập rồi đi khất thực tham thì mình thấy đúng, nếu mình làm cái này không bao giờ chứng quả được, thành tựu được, cuối cùng lên trong mỗi phần con là chống lại. Tại con cãi như lại ở đây chúng ta thiệt khó mà thấy những cái này. Do nên con người đó cho nó Phật nó cái này khó khăn không làm được, bỏ dẹp đi, đổi là cái khác, cho rằng người cũng cho rằng là bằng cái lý của mình đó, Phật đâu có dạy những cái nảy tự nó mặc đại bày đặt ra thôi, cái giếp bày đặt ra rồi u bà ly cũng bày đặt ra, chứ Phật mới dạy những cái này đâu. Mình làm như mình hơn lịch sử, mình hơn tất cả vậy đó, kiêu ngạo quá đáng này, tự cho rằng mình giải thoát. Thực ra kiêu ngạo thì không có, nhưng mà cái tăng thường mạng nhiều khi nó khó mà chữa. Tăng thường mạng tới độ đại phạm thiên thì khó mà chữa. Nên là cái một cái mình tập. Đúng như là trong này tôi biết quý vị hiện tại tới cái độ này, chả quá dám nói rằng nắm đến cái độ này. Độ này mà rằng là tổ nói sai, cái này là Phật không có dạy đâu, cũng cái giúp bay đặt cái này bỏ đi, mình làm cái khác. Chứ con người bình thường ẩn Phật dạy cái đó, mình làm nổi, khó quá thì làm cái khác. Tại sao mình làm nổi người ta làm được, người ta làm cho mắt nhìn mình dẹp đi, mình nói là cái này không phải Phật nói, mình biết đâu Phật nói không nói. Nhưng chỉ có nói người ta là cứ làm đi, nếu mà thấy tai hại làm được thì bỏ đừng có làm nữa. Cái này là quán bất tịnh, nhưng mà quán thử bà ba ổ ngoà thảo mà thấy nó dễ sợ quá, đừng có làm tiếp nó tự tử, bây giờ nó nguy hiểm. Thở vô thở ra vậy, thở vô thở ra rất ngồi, thấy nó ngồi rất ngồi xa đà nó mới chuyện này, nó chọn nó không thấy tiến bộ. Thì phải làm thêm, đừng có nói rằng cái này là chân lý, là cả đời chừng đó là đủ, cái nét bằng cho nó là đủ, an lạc chừng đủ, thở vô thở ra thấy an lạc là đủ, phải làm thêm nữa, thì biết cái nào cao siêu nên mới đủ học thêm. Đừng có chừng đó đọc kinh Kim Cang học cái ngày cái đêm thấy xong rồi mới là thở vô thở ra thấy Kim Cang an lạc rồi, mà cho thấy là mình chứng ngộ rồi, không học nữa thì nó không có tai hại cho mình, mà học quá đáng loạn tâm cũng tai hại. Mà thì cho nên chỉ làm từ từ, mình đừng có tự hào mình đó là đại căn đại trí gì. Nhưng mình biết rằng mình đi lên cái lầu mình ta là phàm phu, không phải là đại võ sư võ sĩ gì, không phải là phương trượng chùa thứ lắm gì, thì đang đi từng bước, đi từng bậc thang một, chứ đừng có nhảy tầm bậy nhảy lên tập chân té giò gãy giò gãy cẳng. Tôi không biết rằng căn cơ tôi thấp kém, tôi không có dám dạy ai đúng tu đúng chứng hết, đang từ từ. Phật ba tăng trì kiếp, từ đời này qua đời khác mới thành Phật. Mình có hơn Phật đâu, mình mới một đời đã lo thành Phật rồi. Đấy. Chứ được một đời mới có hai ba bữa là lo thành Phật rồi. Phật ba tăng kỳ kiếp. Tới độ mới Phật nói cũng địa thần, đó mới vương
trong cái cõi đất này, bất cứ chỗ nào cắm cái mũi kim xuống đều là có cái thân xác của ta. Vì ích lợi chúng sanh, tất tại có thân xác, bao nhiêu khổ luyện là ta mới thành đạo, mới được gần với ta. Quá vô tận như vậy, mình nói một hai bữa mình mong chứng này không có nổi đâu. Nhưng mà cái này thì quá nhiều người nói rằng hiểu đọc lịch lạc, cho rằng đúng là vậy đó, đúng tôi là vậy đó. Nhiều khi mình cảm thấy là như vậy là ăn lạc đủ rồi, biết rằng mình đã đủ rồi, vì biết công phu mình còn, mình chưa biết tới đâu, chưa biết cái nhất bàn tới chỗ nào, biết mình đứng đây thành nhất bàn hay chưa, mình chưa biết, nhưng biết chắc rằng công phu mình quá ít đi, thì còn phải học thêm nữa, biết chắc chắn là phải học thêm nữa, chứ còn biết thực trên cái gì mình chưa biết được, chưa chứng được, đáng học thêm nữa thì càng học thêm mới càng biết được, đáng tu thêm biết được, chứ chừng đó cho là chừng đó đủ rồi, ngọc trong sách vở chừng đó đủ rồi, cho mình giác ngộ rồi. Uống công chứng giới là thiệt đó, mình chả có làm hại gì ăn, chả ăn cướp trộm gì ai, chừng đó không đủ, nhưng uống công của mình đi, mình có cái tâm mình tu Phật, phải có nghĩ tới cuộc đời sống say chết mộng, làm sao để tình cái giấc mộng này, nếu cuối cùng đặt tới cái giải thoát cuối cùng cứu cánh cuối cùng, Phật xuất hiện là vì gì, đưa tới cái giải thoát cuối cùng. Trong kinh điển nhiều cái chuyện Phật cũng vẫn kể, đời xưa tâm vô lượng kiếp nhiều đời Phật đã từng làm dạy, làm thầy dạy người học cái này kia, tới độ khuyên dắt dẫn người ta người tu thiền, tâm thiền nhập định, nếu người đặt tới cái thỏi này có kia lên tới cái chư thiên, sống nhiều khi hàng triệu năm rồi cũng cuối cùng chết trở lại. Phật nói những cái ta quá khứ ta nói chưa phải là cứu cánh giải thoát, vì chưa đưa tới cái giải thoát cuối cùng, chưa đưa ăn lạc cuối cùng. Từ khi ta chứng ngộ bồ đề, ta chứng ngộ được cái giác ngộ, bây giờ mới thấy rằng sự thực mới giảng người đó. Chứ trước kia ta cũng vậy thôi, cũng phải lăn lộn trong sanh tử. Nhưng mình tôi nghĩ là mình ngay những cái bằng cái đại sư của ngài trong quá khứ đã chưa bằng, chứ đừng trong cái hiện tại thành Phật. Thì vì vậy nó mới hiểu cái lời Phật, biết rồi mình hiểu chưa hết. Lời Phật nói rằng là những cái điều ta nói, những cái điều mà ta thấy, những cái điều ta chứng không thể nói được. Dưới cái cây bồ đề đó, Phật ngồi, Phật thành đạo phải đại phạm thiên tế. Thì năng nỉ, cái thiệt đó thì chả cần, Phật đại từ bi chả cần ai năng nỉ, cũng dùng thầy, cũng dùng bố mà đại thức. Bố mà đại từ đại bi đối với con cái thì biết cần dạy con cái gì, nên không nên thôi, chả cần người hàng xóm tới biểu. Nhưng mà đây để chứng minh khích lệ cái chúa tể của 3.000 thế giới. Nó phải xác nhận rằng cái điều Phật nói, mượn để xác nhận điều Phật nói là chắc chắn, với người ta như khiến tin. Tánh được âm đồ mở ra rồi mà tánh tin, biết đâu mà tin được, vì cho thấy mà sao tin được. Tôi cho bao giờ thấy cái màu đen mình nghĩ rằng là có màu đen, có màu trắng, nó là thế giới làm gì có màu đen màu trắng, chỉ có cái là mềm hay là cứng thôi, nhưng mà gì có màu đen màu trắng, không bao giờ tin tưởng cho nổi. Người đó nói rằng người nào cái người đen hay trắng, người đó là nó giáo, người đó nó dốc, chỉ có cái mềm hay cứng, chỉ có chừng đó thôi, trơn nó láng hay là dứt sống chứ nó thôi, chứ còn nói rằng trắng với đen nó sạch với dơ, chuyện là bịa ra mà ấy thiên hạ, mình cho thấy cũng vậy đó. Cho nên chi rằng là khi Phật nói tới chỗ đó đó ấy, bất khả thiết, mình biết rằng là cái địa Phật chứng ngộ mình có thể đạt thấy được, nhưng mà chắc chắn có cái đó, mình tin tưởng là có đó, cái đó là cứu cánh, mình phải đạt cái cứu cánh. Rồi hai phần đó, một cái thứ nhất là mình chưa hiểu được hết, chỉ có Phật nó Phật mới hiểu. Và cái thứ hai là để biết rằng là những cái Phật nó chỉ là phương tiện, ngón tay chỉ mặt trăng, mình không chấp vào đó. Cái này mình thực hành thời gian, thấy đúng thì làm tiếp, không đúng thì bỏ làm cái khác. Tám môn 4.000 pháp môn, mình là người trị bệnh, mình không có bác sĩ hay, bác sĩ giỏi. Uống đi thử, đừng uống nhiều, uống có nó lầm thuốc, thử ít là không chơi xong, uống có thuốc khác, cái nào hết bệnh thôi. Thực ra trong cái lịch sử bệnh về đời này có đời khác, bên Tây bên Tàu vậy, ông y sĩ này ra đời cái bệnh thương hàng nhập lý, bệnh lao phổi, ung thư, phong cuồng, giải lại tứ chúng năng y, đời này thêm chút thuốc, đời kia đốt mò mãi cứ chữa, lúc nào phải chữa thôi, có khi chữa trúng người ta sống, khi chữa chắc người ta chết, nhưng một lần phải chữa, một đời thêm chút xíu, đời thêm chút xíu. Đây là cái trong lịch sử người thêm cả đời này qua đời khác, càng trăm năm càng nghìn năm. Trong cái tu học của mình, trong cuộc đời mình vậy, một ngày thay đổi thêm chút xíu, lấy cái thực tế ra mà chứng minh kinh nghiệm,
Để ông Phật nói cái muốn đi tới cái giải thoát niết bàn phải đi bằng cái xe, mà xe phải có hai bánh, là bi và trí, đừng có thiếu, có bi thì phải có trí, có trí phải có bi, nó mới đầy đủ được. Nó tạm thời mình chưa biết bi là gì, trí là gì thì cứ làm. Thấy người đó thì cho ăn, thấy người khổ thì đừng thấy người đó đó mà kệ nó, ta dư ta ăn tạo tu nó mà kệ tôi, mình biết mất từ bi. À, mình phải đó, con cái trí, bi cái trí nó học đầy đủ, lấy cái bi và cái trí làm chuẩn. Đây là Phật dạy như vậy thì tôi cũng chả biết đúng hay sai, nhưng mà cái thực hành này biết ích lợi cho mình. Thì trong cái bi cái trí này mình làm, mình thấy người khác như bà mẹ đấy, nó khổ thật đấy, nó làm thưa làm bớt, người ta chửi lên tuổi xuống, nhưng mấy thằng con mình nó học hạnh đạo sung sướng, mà thấy tự nhiên sung sướng, thấy cả đem cho cả thế gian này cũng cần, đem cho cả gian sang sẻ sắc này mà cũng cần, tôi chỉ cần chừng đó là đủ. Thì tới đúng lúc đó tới cái tâm Bồ Tát như vậy, mình thấy cái thế giới nó đẹp đẽ sung sướng, mọi người đều không phải ai phải ác ôn đâu, mình thấy được cái hay đó. Lấy cái bi và cái trí mà chuẩn, nhưng bi nó phải có trí, trí rồi có bi. Cái kiểu bi riêng hỏi bà mẹ thương con cái gì cho cả, riêng hỏi nên sách tiền đi mua thuốc phiện đâu, nó sạch dao đi được, người ta nó chém người ta trong lịch sử thiếu gì. Như bỏ ông hoàng bà chú là thấy cưng con cái, con mình làm có duyên phải, nó có duyên phải, nó giết người về ta tới kiện nạt người ta nữa, còn mình la phá đi sạch nhà sạch cửa người ta, người ta ăn cho về mép bố mẹ, bố mẹ tới phạt người ta bằng ương nguyên, cái đó là hại. Mình thành cái chuyện nó ba lần mà tôi đi trong lịch sử quá nhiều cái chuyện đó đi, quá nhiều cái chuyện ta hại đó. Đó là bi mà không có trí thương con kiểu đó là làm hại con mình đời này và cả đời sau nữa. Bi thiếu bi mà thiếu trí bi mà bây giờ thì giờ nói cuối cùng tận thì thiệt đó, mình cho thấy người đời nghèo thì mình cho nó những chỗ sao cho nó có hiệu quả. Bây giờ cứ cho đấy, ngồi tôi hay dặm giọng mình nói dẫn khổ tâm thiệt là trước cái cổng chùa Vậy Lam á, thì người nghèo thật ra họ không lo như sinh nặng đó, nhưng mà cho người ta thì đương nhiên thấy người đó có thể cho thôi, nhưng mà cho nó xong làm gì, nhiều khi cũng thèm ăn nữa, sách tiền đến bạc xong uống rượu xong chỗ nhau rồi chửi om sòm, nó nghe không nổi chửi quá trời quá đất, mình lộn nhau vất vả rượt nhau, nó đứng mình thấy mình hoảng sợ, chả có nghĩa lý gì, chả biết sống để làm cái gì, xin ăn vất vơ vất vưởng rồi xong đó rồi cái là ăn uống rượu chứ say sưa rồi vất vả quánh nhau, chả biết sống để làm gì, chả biết chết để làm cái gì. Mình không hơn chỗ nào hành nhân biết sống để làm gì, tu sống tôi làm tổng thân, tôi đi tu sống tôi làm hòa thượng, ông người đi tu sống làm bác sĩ tiến sĩ, tôi quay về chả biết sống làm gì, chả biết làm tổng thống, tôi làm tổng thống cho đất nước hưng thịnh, hưng thịnh để làm gì, thế hưng thịnh để làm gì, hỏi cũng vô cùng tận, chả có mục đích gì. Nếu cùng mục đích thích coi cùng là thì tất cả cái thế giới này Thiên Chúa tạo sống hưng thịnh để làm vinh danh sanh danh Chúa cả trên trời, mà bình an dưới thế cho người thiện tâm thì cũng đúng thôi, mỗi người có cái mục đích, ai sống theo cái mục đích cho đúng cho tạo đẹp từ theo cái hướng của mình bằng, nhưng mà nó trưng về trong cái Phật dạy, nó lấy cái bi và cái trí làm chuẩn để cho sự đo lường sự tiến bộ của mình, bên trong là lấy hỷ lạc đo lường sự tiến bộ. Học Phật pháp tu tập mà không đem mà sự an lạc cho chính mình, hỷ lạc cho chính mình, nằm mà tối mà hận người này hận cái kia, người phá đạo người hổ đạo, hận cái này hận cái thứ này hung ác thứ này kia, tối nằm hận sáng nằm hận ngủ không được, nó tôi mấy bữa nay tôi ngủ không được, sao uống cho nó làm tùm lum đấy, nên làm cả cái Phật giáo cái tùm lum đã làm sao cho ngủ được, lo tức quá mà ngủ không được, mất cái hỷ lạc. Đương nhiên lo thì cũng có lo thôi, chả phải người nó ăn vô lo không kỳ quá, nhưng trách nhiệm mình nó là tất gia hương vong thất hữu trách, nhưng lo cái tội thù người hận người này kia, tới tới nào một cái mà ta phải triệt nó, nói thế này nó là gian xảo, nó là gian manh này, phải tìm cách diệt nó, hạ bị nó triệt hạ nó, nghĩ ra mọi âm mưu mọi phương tiện đều tốt, người ta vì cái vấn đề chánh pháp bảo vệ trường tồn chánh pháp, người ta phải triệt nó, làm cho nó tan gia bại sản, làm cho nó mất ăn mất danh mất dự này nọ kia, thì cái này thì mất cái đi rồi đó. Mất cái đi thì mất luôn cái trí, chả có cái trí nào trong cái chuyện này. Hồi xưa Phật bị Bồ Đề Đạt Ma ám hại, Bồ Đa lúc đó cả một cái vua A Xà Thế ủng hộ, mấy cái tăng tỳ kheo tăng mới sợ Bồ Đề, và đem quân tới Úc đến Úc mới tổ chức một trăm mấy tỳ kheo phần tướng, người ta nhiều lắm, cái dòng họ thích người ta mấy ông tướng này, ông vua ông tướng này bày binh bố trận, tập hợp những tỳ kheo nào làm cầm quân, nhưng cầm gậy cầm vật đứng canh phòng cả cái canh phòng cả cái núi Kỳ Sài Gòn, cũng sợ Địa Bà Đạt Đa, mấy ông sợ Địa Bà Đạt Đa âm mưu với A Xà Thế kéo quân tới đánh Úc, mà
binh tướng của A Xà Thế tới, đâu phải dễ dàng gì thiện chiến nữa. Nhưng mà trong hận thì khe cũng thiện chiến, tướng tả thiếu gì, sợ gì, sắp đặt bố trí trật tự, gươm giả, gươm giả chắc chẳng có thì gậy rồi không, bẻ cây bẻ cối, toàn là võ sư thượng thần không, bẻ cây bẻ cối làm khủ khí, lui tới bố trí rần rần rần. Phật ngồi kêu A Nan hỏi, bên thì khe làm gì rần rần nhỉ? Này dạ, mấy ông sợ gì bà đặt đang dẫn cùng A Xà Thế tới tấn công thành bố trí canh phòng. Phật nó về tới đi ngồi thiền định đi. Như Lai không có ai có thể hại được Như Lai, các ngươi phải làm phần sự các ngươi, không ai bảo vệ được Như Lai, ai hại được Như Lai. Thì bây giờ thì bây giờ đây chúng ta nó vì chúng người bảo vệ đạo, bảo vệ chánh pháp, cuối cùng hại nhau. Đem cái hữu lậu bảo bảo vệ cái vô lậu, quá tự hào rằng chúng ta làm đúng đấy là sai, không đúng đâu. Phật nói mình không ai bảo vệ được Như Lai, thì không ai làm hại được Như Lai, các ngươi làm phần sự của các ngươi. Thật là Phật xuất hiện để bảo vệ chúng sanh, bảo vệ ta. Chánh là Phật, Phật xuất hiện để cho ta bảo vệ Phật. Chánh pháp tồn tại để bảo vệ chúng ta đừng có đọa lạc. Chứ không phải rằng là chánh pháp tồn tại đó để chúng ta bảo vệ chánh pháp, không có. Đấy, cái chuyện này phải hiểu cho đúng để mà thực hành cho đúng hàng ngày. Đấy, đừng quá lăng trong cái chuyện rồi nó gây gỗ tùm lum rồi mất hại cho mình, hại cho người. Thiệt hại cho mình nhiều hơn. Mất cái hại cho mình, nó gây cho mình. Những cái câu Phật nói nó dài lắm, có chừng nó không mà mình nói nó vô cùng tận ha, áp dụng tới hàng ngày vô cùng tận. Chưa kể tới chuyện nó cãi cọ nhau, nó cha con cãi cọ nhau nữa, cha nói cha đúng, con nói con đúng nữa, hai bố con quấn giờ tới ngã nói ai đúng cả chứ ngộ bố hết, tự quấn đầu con bỏ chạy. Chuyện hàng ngày lặt lặt thôi, nhưng mà tất cả đều có cái chân lý, chúng ta học hỏi được hết á. Bằng cái câu đó chúng ta có thể hỏi tại sao người này không hiểu người khác, tại sao chúng ta không hiểu được. Những cái giả phương Tây khi viết cái chuyện hồi xưa nữa, ông Tây cái thực dân Pháp rồi nó hậu quả cái chiến tranh Việt Nam ở Pháp để thực dân này, ông viết rằng tại sao chúng ta không thể nhìn bằng con mắt của người khác, tại sao chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt của người khác, nó có bị phân chân bấn bậy đó. Nhưng thật sự là tại sao chúng ta không thể hiểu như là người khác được. Đây là tóm lại nhé, thấy tất cả đều là chả có gì là pháp, chả có gì là phi pháp. Nó đi câu chính, mình để hàng ngày mình quan sát hàng ngày cái gì là pháp, cái gì là pháp tiêu chuẩn, làm thế nào cho sự tiến bộ. Thứ nhất là theo cái bi và trí, là hai cái bánh xe dẫn chúng ta thoát khỏi cái thế giới, đi tới thế giới cao thượng, lên hiếm mai là xuống đỉnh núi tu di, lên đi cho nên trời hữu đỉnh, đó là cái bi và trí dẫn chúng ta lên. Nhưng cách tâm thâm sâu đó là hỷ và lạc, nhưng mà hỷ lạc cho mình luôn luôn an lạc cho chính mình, mà an lạc chính mình phải an lạc cho mọi người nữa. Những câu Phật dạy rất tầm thường mà chúng ta suy nghĩ. Tất cả mà chúng sanh đều sợ đau, đều sợ bị gậy gộc, đều sợ bị giết. Thì suy bụng ta ra, bụng này các ngươi, đừng có giết, chớ có bạo giết. Đó là cái giết thôi, còn nhiều chuyện nữa. Mình muốn an lạc thì đừng có nên làm như vậy, không an lạc. Cơ bản là vậy, nhưng mà để hàng ngày thực hành thế nào? Thì tâm hỷ lạc cũng vậy, như bà mẹ đó, nếu mà cái bi trí càng trọng thì càng thấy hỷ lạc nhiều. Ban đầu thì hỷ lạc cho chính mình. Đương nhiên có nhiều bà mẹ cực đoan là muốn con giống mình, không làm theo mình, không làm sai không được. Ta cho rằng là học thầy thuốc là hay, mà con muốn học thì con học khỏe, nạt nổ, để muốn đi học vậy thì đi chỗ khác học, muốn trả tiền cho bà gì đó, học thầy thuốc. Vì sao vậy? Nào của chúng ta là bác sĩ danh vọng cho mình, danh vọng gia đình rồi người ta để có đứa con tôi là bác sĩ tiến sĩ, con làm học để mà làm họa sĩ làm gì, đi vẽ rồi tôi không ra thất nghiệp, nó không có nghề mà ăn nữa, làm đói thật. Mà làm họa sĩ thì có danh giá gì, lâu lâu may đây, nhưng mà chết rồi như những người ông như Văn Gốc đổ sống lặng ngày nuôi nó tiền mua mì có bức tranh bán được đổ mì, tại sao mấy chục năm sau cái tự nhiên cái bức tranh tới kia mới ổ mì, bây giờ mua cả được một cái sự nghiệp của ông Bill Gates mua được, thế là thấy nó lãnh sao, ai mà thấy được. Nhưng mà trước mắt bà mẹ thấy thằng con đi học thế này, học làm bác sĩ rồi lớn nào làm tiến sĩ, người ta oai vậy, may ra còn làm tổng thống được, mình còn ngon lành nữa, tức là giận đứa con nó đi đâu đi không cho học nữa. Thế nhưng mà có những cái bà mẹ vậy, nó con học gì thì được, ít lời cho nó là thôi, đừng có làm bậy, đừng có cướp của giết người thôi, như rồi mình có khổ não gì đấy.
đi làm thuê là muốn làm cái tạm cái gì đấy, con cái mình càng nên người nên tốt. Thì đây là cái tiêu chuẩn của bi và trí, nó làm sự an lạc cho chính mình. Ban đầu thì thở vô thở ra nó an lạc, nhưng mà chưa đủ, càng ngày càng rộng lớn ra, ít lại ra. Mà làm thế nào để cục trí mình có bi, bi có trí, thấy được cái chân lý, thấy được người khác làm thế nào, cái câu hỏi mà gọi là bóng bậy văn chân á, làm thế nào chúng ta nhìn được bằng con mắt của chính người khác. Đó là cái trí giống như gọi là bằng mắt, có tha tâm thân, cái trí sơ thôi, cái trí phàm phu, tha tâm thân, thấy được cái tâm người khác, thấy người ta, nhìn người khác, biết người ta đau khổ, người ta hạnh phúc, người ta cần cái gì, người ta lăn lộn dưới đất, biết người ta cần cái gì, người ta đau dạ dày, hay là người ta đau gan, người ta đau thận, sỏi thận, người ta lăn như vậy, người ta làm đau riết ngồi, tới vỗ vỗ nó không, thầy nó đau thận, thầy nó soạn gì đâu, nó sình bụng trong, uống thuốc sình bụng, nó uống vô còn đau thêm, mình không có cái đủ trí tuệ, nhìn cái khác, mà cứ đủ cảm giác để hiểu được cái đau của người khác. Bao nhiêu cảm giác người ta cũng có bác sĩ có tài ba tấn mấy cũng ý thức được cái đau của người khác, thấy đau là đau vậy thôi, rồi sờ nghe cái người ta nói rồi mới theo cái gì của mình đoán thật lắm. Thế này thì đương nhiên không phải cái chuyện bị ra mà không vô số cái chuyện trường hợp như thế này. Bi và trí nó làm đầu tiên thì an lạc cho chính mình, tập thở như thế này mình có thể nghĩ tới người khác được. Nhưng mà trong sự tĩnh tâm này, càng ngày càng tâm càng tĩnh, trí tuệ nó sinh thì nó cái bi nó phát sinh, bi phát sinh thì trí nó phát sinh, mà thành cả hai cái này càng tốt, khổ trợ lẫn nhau. Mà trí thì phải có sự quan sát thôi, giống trí nào ngồi tự nhiên có là văn tư tu phát danh hữu vô lậu, hữu huệ, hữu lậu huệ, huệ không thành vô lậu được. Văn tư tu văn là phải nghe, phải học nhiều, phải chịu khó quan sát, rồi sau đó mình chịu khó tư duy suy nghĩ, học xong về tổ làm suy nghĩ, ngồi nhìn trầm ngâm suy nghĩ, chạy trong ngày sáng, chạy chiều, chạy tối, chạy tới khi nằm ngủ như thì giờ thắp nhang Phật xong đấy, nó tu Phật sự nhiều á, ngày làm Phật sự từ sáng tới tối làm thì cũng tốt thôi. Nhưng mà được cái đó chắc là nhờ kiếp sau với kiếp này, thế không mong gì mà không được, mà chưa chắc thì nó nhiều khi nó phát bi, nó bi không phát mà trí cũng phát, nó tắc hại nữa. Làm nhiều quá thấy người ta ăn làm nó đủ cái thứ gì sống mà vô tích sự, Phật sự cũng chịu làm. Tôi làm cứu trợ các ngày, đi làm từ thiện ngày sáng, tôi không có thì giờ ngồi đó mà đọc kinh, ngồi đó mà tụng kinh gõ mõ, ngồi đó mà đọc kinh đọc sách chê người khác. Thế này chuyện trong đời nó cũng có. Và thì mấy cái tiêu chuẩn bi và trí làm cho hỷ lạc, tập hỷ lạc, hỷ lạc thì có cái tĩnh tâm là có định. Như tâm học Phật cái quả cụ thể đó, văn tư tu và giới định huệ, này Phật dạy như vậy thì đừng có cãi, mình cho khôn ngoan đừng có cãi. Mình không tin Phật thì thôi, không tin Phật thì tin Chúa thì làm theo Chúa, mà tin Phật thì làm theo Phật nữa nè. Mà thấy tin nói chừng thấy Phật không hay thì thôi, Phật cũng chả cấm, không hay thì đi chỗ khác, các ngươi thấy cái này lợi cho mình thì làm. Còn đây thì Phật dạy đó, theo những điều này đến đây ta chỉ cho các ngươi cái con đường an lạc, con đường giải thoát cuối cùng. Ông tỳ kheo Sù Nạc Thả cái nói Phật, Phật hiện thần thông cho con thấy, con thấy Phật cũng hiện thần thông theo. Còn khi tới đây ta có nói ngươi tới đây ta hiện thần thông cho ngươi thấy đâu, ta nói rằng ngươi này hãy đến đây ta chỉ cho con ngươi con đường giải thoát, con đường an lạc cuối cùng. Người ta nói chuyện đó thì bây giờ ta chỉ thì ngươi làm theo. Nó con bây giờ Phật nói thế giới này tại sao nguồn gốc thế giới cái gì, nó từ đâu nó có, từ đất đá, từ đâu cũng có, không biết nghe đã, không biết không chịu. Nó ta có biểu ngươi tới thì ta nói cái sự thế giới cho người nghe đâu, ta nói tới đây hay đến đây ta chỉ con đường an lạc giải thoát. Nhưng mà tất nhiên mà học biết rồi thì cái thế giới chứng ngộ thì mới biết cái thế giới này từ đâu mà có, tại sao nó sinh, tại sao nó diệt. Nhưng mà đầu mình cho đủ trình độ thì học từ từ cái đã, mới học hai ba bữa, mới học cái bữa muốn giải quyết hết trọi sao được. Mới học hai bữa mới học cộng trừ nhân chia không, mới nói là trước tương đối là gì, công thức này cái gì, e bằng em sư bình em bình phương, sư bình phương cái này là em sư sư em này, cái gì trong này. Mới học hai bữa rồi gì đời giải quyết. Cái phương trình này dễ quá, mà cái này cộng cái này, cái bình phương này tôi dễ, bình phương là gì, hai cái hai là bốn, bốn 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 mười sáu, cái này dễ quá mà có gì đâu không hiểu. Con nít học lớp năm lớp sáu nó không hiểu, sáu lớp bảy nó không hiểu cái này rồi. Nhưng mà hiểu cái đó không phải là dễ, mà cái chuyện bình thường còn hiểu huống hồ là chuyện sinh là gì, tử là gì, sống là gì, chết là gì, thế nào là chim bao, thế nào là tỉnh ngộ, đâu phải đơn giản. Nên chi rằng mình phải rằng là cố gắng. Thì câu này xong câu này không, xong câu này xong còn một câu nữa, ui giời ơi, ba hết ngày rồi, tới cái câu tiếp theo.
rủa ngày giảng được con cầu, chuyện đời nhiều quá, nói nó tùm lum chuyện ra nói không xong, đứt kết không được. Chuyện đó kéo cái chuyện kia cuộn cái kéo chừng nọ, nó thiên thông mang nó trùng trùng vô thầm, nó dòng gió tâm quốc không có nó dứt khoát được. Thôi bây giờ kết luận là chừng đó đó, mình biết cái Phật pháp là đúng là bất khả thuyết, nó ngoài cái chuyện thế giới này có gì nhiều diễn tả được hết á. Tự mình chứng ngộ lấy bằng cái thánh trí tự chứng, tùy theo cái trình độ của mình chứng ngộ. Muốn chứng ngộ phải tu tập tu học văn tư tu giới định huệ đầy, nó đầy đủ. Rồi trong cái ngọc này phải phát triển đi trên hai cội xe bi và trí hàng ngày, lấy cái tiêu chuẩn an lạc làm thân luôn, nó có hỷ lạc, nghe xong có hỷ lạc lạc thọ, như cái hồ nước càng trong càng đứng càng lắng thì càng trong, mà càng trong thì càng sâu, mà càng sâu thì càng trong, mà càng trong thì càng mát mẻ. Thì cũng vậy, người nghe chánh pháp sau khi nó tâm tĩnh lặng tâm tịch tịnh, rồi đạt cái hỷ lạc. Đó là cái sau khi nghe chánh pháp, nghe xong nghe lúc đó liền thấy ngay đâu, nghe lúc về nhà có lúc đó không thấy, nhưng mà nằm ngủ hay nằm ngồi mình tự nhiên nhớ là những điều mình đọc trong kinh sách, cảm thấy có cái cảm giác nó sâu xa, rung động sâu xa, một cái suy lãng đông tạo cũng dâng lên cho mình biết đúng, ta đang hiểu, đang hiểu Phật pháp, đang hút đúng cái kinh nghiệm, hiểu đúng, và cứ thế mà tiếp tục mà tu học. Nên xong về nghỉ cả ngày, kinh giảng đọc xong rồi chả thấy gì, nguyện thấy mồ hôi thảo, mồ hôi nóng chết đi, kinh kệ gì mà toàn nóng chết đi. Giống như ông chú tiểu tụng chính tổ tụng kinh Di Đà khuya tụng biết hồi nóng quá, chạy ra đứng tới cửa chùa cởi áo tràng ra, nó tụng kinh gì mà xá lợi Phật gì Phật nóng chết cha, nên cứ xá lợi Phật mới đi, sao hiểu được, cũng biết sao hiểu xá lợi Phật cái gì trong được. Những người ta hiểu rằng con trời nóng, đọc kinh vốn người mà tin tưởng thế giới cực lạc, đọc kinh An Di Đà chả thấy nóng, không cần cuộc máy đọc đâu, mỗi lần đọc có thấy mát mẻ, ngồi thấy thái hồng rồng đọc thấy vui vẻ mát mẻ, người không thấy mà đọc nếu người thấy nóng chết làm chịu gì nói. Cái an lạc, cái hỷ lạc mà trong thực ra là Phật, trong cái phần lạc thọ là cái cảm giác tạo sự tăng ních, tiến bộ cho tinh thần, tiến bộ cho cả vật chất nữa. Lạc thọ là sự tăng ních trong cái cảm giác học, ai học duy thức biết cái này không? Cho nên chỉ rằng trước hết là cái lạc thọ, mà đây là phải lạc thọ cho chính mình và lạc thọ cho mọi người, mà đây này cho đời sau, chứ phải lạc trong phút chốc. Ăn miếng sô cô la nó ngon, mà tới khi nó cuối cùng 3-4 năm sau nó phì đã, nó mập thù lù, nó ra cửa ăn lọc, thôi đừng có ăn vừa vừa. Cuối cùng câu hỏi này, tại sao mà nói rằng tất cả đều là pháp, đều là phi pháp? Vì sao sở di gia, vì sao vậy? Tất cả hiền thánh đều được hiển lộ bằng pháp vô vi, trong cái chữ Hán nói rằng đều sai biệt, tất cả hiện thánh sai biệt, tức là khác nhau rồi, được phân biệt rồi, nhưng mà nói cho tận quá đó, là ở thế giới này mình tin là có hiền thánh, có những bậc chứng của hiền thánh. Hiền thánh là gì? Những người đã thấy được chân lý, thấy được sự, mà người thấy được sự thực thì đi phải đi với trí, tùy theo cái mức. A La Hán có cái bi của vị A La Hán, vị Bồ Tát có cái bi của vị, tùy theo cái mức nhìn đời. Nhưng mà nhìn đúng thì phải có bi, nhìn đời mà không đời thì không có bi, đâu phải trí đâu. Nhìn đời mà không đời, đâu cho đời này đời đen bạc, cái thế giới này toàn là điên hoa xạo trà, tôi tính rừng sống với khỉ, cái đó không phải là trí. Cái đó là cái tâm trạng hận đời, không phải là trí. Thì có trí thì phải có bi, nhìn thấy đời khổ, thế đời khổ thì càng tăng từ bi, càng có cái trí thấy cái mặt khổ, nó khổ thì bên mặt trái khổ là cái gì, có trí thì phải có bi, mà có trí bi thì có hỷ lạc, tạo thành hỷ lạc cho mình và cho người, chứ không thấy khổ nữa. Đó là những cái tiêu chuẩn như vậy đó. Thì câu này là thế nào, thì những cái pháp vô vi là cái gì, trong này vô vi là cái gì, là cái gì, nói chung là cái niết bàn, cái giải thoát, những cái Phật chứng ngộ đó chính là cái vô vi. Nhưng mà còn vô vi còn sâu xa nữa, thì chính tự vô vi này nó làm bộc lộ cái bản chất cao quý của mỗi người. Hiền thánh, trong này chỗ hiền thánh, mình nói hiền thánh là người chứng ngộ, nhưng mà nói chung hiền thánh là những cái bậc cao quý, quý tộc ở trong thế gian, là người nào cái thời quỳ công chủ là một quý tộc kính trọng nhất, quân tử hàng quý tộc mọi người kính trọng, luật pháp đó cũng hành hạ nó người quân tử mà. Thì trong đây là gọi là bậc hiền thánh, là những cái hàng quý tộc cao quý nhất trong loài người, hàng cao quý vì rằng cao quý từ phần cách tinh thần, như cái đời sống, như cái trí tuệ, mà cái xứng đáng với một người tôn trọng và kính trọng và bất chấp mà học theo.
đó là cao quý. Thì tất cả sự cao quý này ở đâu mà ra? Đó là từ pháp vô vi. Tất cả từ vô vi mà ra. Thì vô vi là cái gì? Vô vi là những cái pháp Phật chứng ngộ, những cái gì Phật chứng ngộ thấy đó là vô vi đó. Nhưng mà cái này tuần sau nói tiếp, thấy sẽ có sự tiến bộ của chính mình. Luôn 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 thấy mình tiến bộ, ít thì nhiều thì ít, ngày nào cũng lâu lâu thấy rằng mình có sự tiến bộ hơn, thì tiếp tục mà thấy rằng năm tháng, ba tháng, một năm, hai năm chả có tiến bộ gì. Ghét như cũ, ghét như cũ, không bao giờ ghét, cái mặt nó thấy vẫn ghét, không bao giờ thương được chút nào, thì biết chưa tiến bộ thì ráng, thấy nó có sự tiến bộ.